Kế hoạch vua giao. Đợi đã, cô Kim, cô đừng động đậy. Hai mươi phút trước, Tiểu Bắc, sau này mỗi tiếng tôi đều tăng cho cậu 100 tệ. Cậu cần cân nhắc đến chỗ tôi làm lâu dài đi. Cảm ơn, dạo này tôi có việc khác phải làm. Tôi cũng để ý cô ấy lâu rồi. Đến quán bar của chúng tôi một tuần, không uống rượu cũng không trò chuyện. Một ly nước soda có thể uống cả đêm. Không ngờ hôm nay lại gọi Long Island Iced Tea. Cái gì thế? Say rồi, say rồi. Người đẹp, ôm cái nào. Cẩn thận. Cô không sao chứ? Là em à? Thoát FA. Là khuôn mặt chị thích. Cô à? Tiệm tạp hóa Thoát FA. Em có thể đưa chị về nhà không? Cô ơi. Cô Kim. Cô làm gì thế? Đợi đã, cô đừng động đậy. Tôi giúp cô thắt dây an toàn. Xe sẽ chạy ngay thôi. Đừng nhờn với chị. Khó chịu quá, cẩn thận. Cô Kim. Uống nước. Cô Kim. Cô Kim, cô không sao chứ? Chị muốn đi ngủ.
chỉ vì em. Đã ở quán bar một tuần rồi. Cô nói cô vì tôi. Dù gì cũng đến rồi, xuống đi. Tập đoàn Kim Thiều. Chào phó giám đốc Kim. Chào phó giám đốc Kim. Chào buổi sáng. Cô ấy chuyển tôi đi thật à? Phó giám đốc Kim. Chào phó giám đốc Kim. Tôi bảo anh này. Chào phó giám đốc Kim. Chào. Chào phó giám đốc Kim. Đây là tài liệu trong buổi họp sáng nay. Dung Dung sợ lạnh. Trước khi họp chỉnh nhiệt độ phòng họp cao lên một chút. Dân Tây Thần, sao cậu luôn quan tâm cho cô ấy vậy? Bây giờ cô ấy bắt đầu động đến tôi rồi. Tôi là người của cậu đấy. Tôi và Dung Dung là anh em. Ở Kim Triều, tôi luôn tôn trọng quyết định của em ấy. Không phải. Tây Thần, tôi chỉ là lo cho cậu thôi mà. Chủ tịch Kim giao dự án phát triển đô thị mới cho cậu và giám đốc Tiểu Kim cùng làm, chính là muốn chọn ra một người thừa kế trong hai anh em. Đến giờ này rồi mà quý vẫn chưa đến. Có khi đang thực hiện âm mưu động trơ gì đó. Bản báo cáo công việc của phố thương mại Thiên Phúc vẫn chưa làm xong mà. Chuyện nhỏ nhặt thế này mà phải đích thân tôi làm sao? Nhất định phải đưa cho tôi trước buổi họp. Vâng, giám đốc Tiểu Kim. Còn nữa, giúp tôi vào buổi họp đến chiều. Vâng. Chuẩn bị xong quần áo cho cậu ấy chưa? Giám đốc Tiểu Kim của tôi ơi, cô không hiểu con trai bây giờ đâu. Chắc là mấy đứa nhỏ như thế này dễ... Dễ cái gì? Lừa tiền lừa sắc, cô ấy lừa tôi hay tôi lừa cô ấy? Cô thấy sao? Tôi không lừa trai nhỏ đâu. Em dậy rồi à? Quần áo của em tối qua bẩn rồi. Chị bảo Khôi tỉ chuẩn bị đồ mới cho em. Không cần đâu, tôi... Dựa theo phong cách ăn mặc của em vào ngày hôm qua, chị đã chuẩn bị cho em những bộ này. Nếu em muốn các mẫu khác, có thể bảo Khâu tỷ chuẩn bị đồ mới. Tôi mặc lại đồ hôm qua là được rồi. Chuẩn bị bữa sáng cho em này. Nếu em không thích bánh mì và sữa tươi, chị sẽ đổi thành bánh quẩy với sữa đậu nành cho em. Tối qua em yên tâm, chúng ta đều trưởng thành rồi. Chị sẽ chịu trách nhiệm với em, chịu trách nhiệm với tôi. Tuy hôm qua chị uống say không nhớ gì cả, nhưng dù sao cũng là chị dẫn em về đây. Để lại quy giá đi, những trách nhiệm phải chịu chị sẽ chịu mà. Chẳng hạn như giám đốc Tiểu Kim, chàng cũng con đã chuẩn bị quần áo cho chàng trai này rồi. Mời cậu. Người ta thay đồ, anh xem cái gì chứ? Ra ngoài. Chị. Trách nhiệm mà chị nói là ngoài việc không thể kết hôn với em, thì nếu em có nhu cầu gì, chị sẽ cố gắng đáp ứng. Đồ đàn bà tôi. Cảm ơn cô. Tạm thời tôi không có nhu cầu gì cả. Được thôi, chị đưa em về nhà. Không cần đưa tôi về nhà, đưa tôi về trường trước đi. Trường. Có bonus, đừng rời đi nhé. Giám đốc Tiểu Kim, một dự án đánh giá khu phố mà bất cứ ai trong công ty đều có thể hoàn thành, cô đâu cần đích thân làm mỗi ngày chứ. Anh còn một phút. Nếu một phút sau anh vẫn còn ở đây, tiền lương tháng này biến mất ngay đây.
5, 4, 3, 2, 1. Khâu tỷ, hủy hết lịch trình tuần sau cho tôi. Mời đón xem tập kế tiếp. Đẹp thật. Nghe nói mọi người chỉ yêu một lần trong đời, ai muốn chấp nhận điều không hoàn hảo trong hôn nhân chứ? Tập 2. Trường học. Đừng sợ, có rất nhiều loại trường học. Là phiền cô rồi, cô Kim. Không có gì, điều chỉ nên làm mà. Đợi đã. Dây an toàn. Ở xe của cô hình như có vấn đề. Tối qua cũng rất khó tắt. Để chị tự làm. Đến trường học nào thế? Trường Trung học Phổ thông số 19. Trung học Phổ thông? Em là học sinh cấp 3 à? Học sinh cấp 3 không học hành đàng hoàng mà lại xuất hiện ở quán bar. Cửa Bắc trường Đại học Nam Vương chung đường với trường Trung học Phổ thông số 19. Cửa Bắc tiện đầu xe. Đại học Nam Vương. Trường tốt đấy, khó đổ lắm nhỉ? Không phải học sinh cấp 3 là được rồi. À, cái đó tối ngày hôm qua chị uống hơi nhiều, có vài chuyện không nhớ rõ lắm. Chắc không phải chị chủ động trước đâu nhỉ? Là cô chủ động đấy. Sao có thể chứ? Cô Kim, tôi thấy có vẻ cô vẫn chưa tỉnh táo lắm. Gọi xe đi làm thì hơn, tôi đi xe buýt về là được rồi. Bạn cứu. Khâu tỷ, mau đến đón tôi. Tôi có lẽ không thể tự mình sống sót đến công ty rồi. Đừng nhờn với chị. Sáng anh nghe thấy, em ấy bảo tôi đưa máy đến đâu rồi chứ? Không, trường học đó. Trường học thì sao? Em ấy đến trường học làm gì? Có thể là đi học. Giám đốc Tiểu Kim, không sao chứ? Tôi đã làm gì với một đứa nhóc vậy? Cậu ta không phải đứa nhóc. Cậu ta đã là một sinh viên đại học sắp tốt nghiệp ra trường rồi. Cô xác định được cậu ta không phải là học sinh cấp 3 là được rồi. Tôi dẫn một sinh viên chưa tốt nghiệp về nhà qua đêm không phạm pháp chứ? Không phạm pháp, hành vi của tôi không tổn hại đến danh tiếng của công ty chứ? Không đến mức đó đâu. Thế anh mời gọi pháp vụ của công ty đến xác định lại xem số cuộc tôi phải làm gì đây. Chịu trách nhiệm với em ấy, cưới em ấy à? Giám đốc Tiểu Kim, cô bình tĩnh lại đi, được không? Giám đốc Tiểu Kim của tôi ơi, cô đã độc thân từ trung tướng được 28 năm rồi. Rõ ràng cô biết mình uống say thì sẽ mất kiểm soát. Là ai cho cô dũng khí mà tối qua uống say còn đưa cậu ta về nhà nữa vậy? Thì cũng hơi bị sắc đẹp mê hoặc. Không sao chứ cô Kim? Đầu to, trời mưa không lo. Người ta có ô, cậu có đầu to. Anh biết say rượu làm càng là sao không? Say rượu làm càng?
dù gì cũng đến rồi, xuống đây đi. Anh mau đi điều tra xem quán bà đó có phải bỏ thuốc vào trà của tôi không. Nếu không thì sao tôi lại điên đến thế chứ. Giám đốc Tiểu Kim, không sao thật mà, chuyện này là hai bên tự nguyện mà. Thế này mà còn hai bên tự nguyện à? Cho dù không phải hai bên tự nguyện thì chuyện cũng đã qua rồi, không quan trọng nữa, được chứ? Hôm nay còn có một chuyện quan trọng hơn đợi cô xử lý, hôn sự giữa cô và nhà họ Cố quên rồi à? Cái lão Kim này suốt ngày ông ấy tái hôn mà còn ép tôi kết hôn. Không được nói chủ tịch Kim như thế, dù sao chủ tịch Kim cũng nhọc lòng mà. Cô phải thông cảm, được, biết rồi. Đúng rồi, bảo phòng nhân sự ngày hôm nay đang thông báo điều động của Ngô Hữu Dụng đi. Tôi thấy Ngô Hữu Dụng này dù sao cũng là người của phó giám đốc Kim. Cô tráng hình tráng trước Ngô Hữu Dụng như thế, sau này gặp phó giám đốc Kim thì ngại lắm. Kim Tây Thần bao nhiêu tuổi rồi mà còn đến nhà Kim làm con trai, anh ta không ngại thì thôi, tôi ngại gì chứ. Dự án phát triển khu đô thị mới, bố muốn con cạnh tranh công bằng với Kim Tây Thần, con có thể chấp nhận. Nhưng lúc này bố lại giục con kết hôn, là có ý gì? Bố lớn tuổi rồi, tài sản của nhà họ Kim cũng phải có người kế thừa chứ. Để ai kế thừa, ai kết hôn trước thì bố cho người đó. Vậy thì sao? Bố bảo con xem mắt với nhà họ Cố. Nhà họ Cố làm thông gia với tập đoàn Kim Triều, phần gia tài sau này con nhận được cũng sẽ rất nhiều. Kết hôn với ai con không quan tâm, con chỉ muốn biết sau khi kết hôn con được chia bao nhiêu. Ba cậu con trai nhà họ Cố, con chọn một nửa đi. Sau khi kết hôn chia cho con 70% tài sản nhà họ Kim, 90%, 75%, 80%, được. Quyết định thế nhé. Con bảo phòng pháp vụ viết hợp đồng rồi mang qua cho bố. Bố uống ít trà đặc thôi. Ngày mai con bảo Khâu tỷ đổi cho bố lô mới. Không giấu gì cô, trong cuộc thi đại học Phủ Lâm ở trường, tôi từng giành được giải quán quân. Sau này đi dự tiệc, tôi nghĩ tôi sẽ là bạn nhảy tốt nhất của cô Kim. Lợi hại thế à? Nghe nói cô Kim thích văn hóa truyền thống. Cố nhi, cô Kim thế sao? Họ giao lưu văn hóa vào tháng tới, chúng ta cùng đi nhé. Được chứ, cô Kim. Tôi có nhiều cổ phần hơn anh ấy. Học lực của tôi cao hơn em ấy. Thân hình của tôi đẹp hơn em ấy. Tôi có nhiều tóc hơn em ấy. Tóc thì là cái thá gì chứ. Anh là cái thá gì? Cô Kim chắc chắn thích tôi hơn. Cô ấy còn muốn đi hẹn hò với tôi cơ. Đừng tưởng em là em trai của anh như con heo. Nghe nói nhà họ Cố có ba anh em. Hay là để người còn lại cùng bước ra cùng gặp mặt đi. Em ấy không có ở nhà. Không ở nhà. Đi đâu rồi? Đi học rồi. Đi bệnh viện rồi. Đi bệnh viện rồi, đi học rồi. Rốt cuộc là đi học hay là đi bệnh viện? Trên đường đi học, em ấy đi bệnh viện rồi. Anh hai, anh ba, em có chuyện muốn bàn với hai người. Sao lại là cô? Anh hai, anh ba, Cố Tùng Bắc, ai bảo em về thế? Về làm gì? Chị nhớ lại chuyện tối qua rồi. Bạn Cố, em có bạn gái không? Không. Có hẹn ước suốt đời với ai chưa? Cô nói lung tung cái gì thế? Chị hối hận. Chuyện sáng nay rồi, hối hận rồi. Chúng ta kết hôn nhé. Cái gì? Cái gì? Tôi không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Xin lỗi hai người. Tôi yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên. Có bonus, đừng rời đi nhé.
Mời đón xem tập tiếp theo. Có 3 lý do để từ chối kết hôn, tập 3. Nghe nói quán cà phê này cũng không tồi, uống thử xem. Không uống đồ lạnh à? Thế chị đổi với em. Cô Kim, chúng ta kết hôn là sao? Là ý mặt chữ đó. Nếu phải chọn một người con trai nhà họ Cố làm đối tượng kết hôn, phải sẽ là em. Chúng ta mới gặp nhau 2 lần, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, thứ nhất, em kết hôn với chị, em sẽ được đảm bảo cực cao về vật chất. Dù sau này ly hôn, em cũng chia được một khối tài sản lớn. Thứ hai, em cũng có quyền tự do rất cao, có thể giấu việc đã kết hôn, sinh sống, kết bạn tùy ý, kể cả những người bạn nữ giới. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất. Là gì? Chị đã nói chị sẽ chịu trách nhiệm với em về chuyện tối qua, bây giờ, danh chính ngôn thuận. Tóm lại, cuộc hôn nhân này, em chỉ lời không lỗ, hợp tác vui vẻ. Tôi sẽ không kết hôn với cô đâu. Tại sao? Thứ nhất, hiện tại tôi chưa muốn kết hôn. Thứ hai, một khi kết hôn thì tôi sẽ không có dự định ly hôn. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, tối qua rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không, tôi biết rõ hơn cô. Cô không cần chịu trách nhiệm với tôi. Nếu cô chỉ vì điều này mà kết hôn với tôi thì không cần đâu. Không thích uống đồ lạnh thì đừng miễn cưỡng bản thân. Tôi thanh toán cà phê rồi, đi trước đây. Bạn học Cố, bây giờ từ chối chị, tối qua về nhà với chị làm gì? Đừng nhân với chị. Phó giám đốc, Tây thần, sao cậu chẳng lo lắng chút nào vậy? Bây giờ nhà họ Cố muốn đưa con trai của mình vào nhà họ Kim ở để. Cậu đã nghĩ chưa? Một khi Kim Dung Dung kết hôn, sau này ở trong Kim Triều, cậu còn có địa vị gì nữa không? Thì sao? Dung Dung chọn người con nào của nhà họ Cố? Tôi nghe ngóng rồi. Không chọn hai người anh. Dung Dung đương nhiên không chọn họ. Tuy không chọn họ, nhưng mà cô ấy lại chọn người con trai thứ ba. Tuy bây giờ phần lớn gia tài nhà họ Cố đều nằm trong tay của anh hai và anh ba, nhưng mà người con trai thứ ba này của nhà họ Cố là con trai ruột đấy. Tiểu Bắc, chẳng phải cậu thuộc khoa kiến trúc sao? Sao cái gì cũng biết vậy? Phần cứng không có vấn đề gì, chắc có thể khôi phục dữ liệu. Nhưng lần sau đừng đổ cà phê lên máy tính nữa, khó khôi phục lắm. Không phải mình, mà là tên Ngô Hữu Dụng kia, cứ đổ hết lên đầu mình. Phó giám đốc Kim của bọn mình tốt như thế, mà sao bên cạnh lại có loại người như vậy chứ? Thế giám đốc Tiểu Kim thì sao? Giám đốc Tiểu Kim, Kim Dung Dung mà. Cô ấy à? Thực tập sinh như mình sao có thể với tới lãnh đạo cấp cao như cô ấy được? Nhưng trong công việc thì cô ấy lợi hại thật, làm việc dở dang, giàu kinh nghiệm. Cô ấy làm việc dở dang, giàu kinh nghiệm à? Nhưng mình nghe nói giám đốc Tiểu Kim có một bí mật không thể nói ra. Bí mật gì? Cô ấy rất lạ. Nhiệt độ điều hòa nhất định phải ở mức 26 độ. Nghe nói đó là vì cô ấy nhiều lông chân, càng cạo càng cứng. Lương Tinh Tinh, cậu chú ý vào công việc nhiều hơn đi. Cậu đi đâu thế? Về trường. Giám đốc Tiểu Kim đau chân à? Uống nước đi. Anh nói đi, dẫn giám đốc khác kết hôn dễ như thế, mà đến tôi thì lại bị 3 lý do từ chối.
Điều kiện tôi đưa ra chưa đủ tốt sao? Tất nhiên là không rồi. Tôi nói cô nghe này, ly nãy đâu ra vậy? Ly thủy tinh tôi thường dùng để uống đâu? Tôi tìm mãi mà không thấy. Cái này không phải tự cô đổi sao? Tự dưng tôi đi đổi ly làm gì? Thế cũng đâu phải tôi đổi, thế còn ai chứ? Lẽ nào là cậu ấy? Ly này leo đâu vậy? Tôi tìm thấy trên tủ đầu giường của cô. Sao thế, có vấn đề gì à? Ly thủy tinh của cô dễ vỡ, dễ làm mình bị tổn thương, đổi thành ly này bền hơn. Đúng là cậu ấy rồi. Chu đáo thật đấy. Lúc nãy anh nói cầu hôn cần những gì? Vì cầu hôn cần có nghi thức đặc biệt. Đầu tiên cô phải để bạn tiểu cố cảm nhận được lòng chân thành của cô và tình yêu cô dành cho cậu ấy. Lòng chân thành của tôi, tình yêu của tôi. Hiểu chưa? Thoát FA. Tiêu rồi. Nước, nước, nước. Ép vào tường, ép lên giường, ép trong xe tôi làm đủ hết rồi. Có khi nào cô ấy nghĩ tôi biến thái hay không? Trong xe mà còn ép được à? Tôi biết rồi. Tôi đi thăm dò cậu ấy xem sao. Sau đó cho cậu ấy một nghi thức cầu hôn rõ ràng, để cậu ấy cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của tôi. Đêm đêm, em mau viết xong đi. Lát nữa chúng ta cùng đi xem phim nhé. Khoan, anh thấy chán thì đi ăn gì đi. Một mình anh ăn không nổi, muốn đợi em đi cùng. Được rồi, hai người đừng tình tứ trong thư viện có được không? Bạn cố, cái này là em không đúng rồi. Thư viện vốn là chỗ để tình tứ mà. Sao cô lại đến đây? Đến tìm để nói về hôn sự của chúng ta. Tiểu Bắc, còn sắp kết hôn mà. Đúng rồi, hai bạn học, nhớ đến tham gia hôn lễ của bọn tôi nhé. Tôi sẽ mời hết bạn học của Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, nhớ đưa danh sách cho. Im lặng. Nghịch ngợm. Cho hỏi chị là cô cố. Khâu tỷ, thực hiện theo kế hoạch. Tiểu Bác chúc mừng nhé. Tiểu Bác trong năm hạnh phúc. Chúc mừng, chúc mừng. Tiểu Bác. Được đó. Bạn gái cậu bảo cậu mở ra. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đẹp quá. Bạn học cố, bạn cố kết hôn với chị nhé. Mời đón xem tập tiếp theo. Kết hôn với chị nhé. Bạn cố. Bạn cố kết hôn với chị nhé. Bạn cố, bạn cố, bạn cố, đừng chạy chứ, bạn cố. Bạn cố, chị nói cho em biết, em đã bị bao vây bởi tình yêu của chị rồi, em không chạy thoát đâu. Bạn đang cầm hoa. Tặng cậu này, bạn đang đội mũ. Bạn không đội mũ. Bạn cố, bạn cố, bạn cố, đừng chạy mà bạn cố, mau cản cậu ấy lại. Hoa, hoa, hoa. Ngốc chết đi được. Cố lên, bạn cố.
Bạn cũ. Đừng nhân với chị. Bạn cũ. Bạn cũ. Em đợi chị với. Em đừng đi nhanh như thế. Bạn cũ. Bạn cũ. Bạn cũ. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Cô hôn em. Cô Kim, đừng giỡn nữa. Mau đi đi, tôi xin cô đó. Bạn cố, còn chưa hết quy trình mà. Bạn cố, nhẫn, nhẫn. Cô ăn mặc như thế này làm gì? Trông cô cũng lớn tuổi rồi, chắc không phải sinh viên trường này. Ăn nói kiểu gì thế? Ở đây làm gì? Tôi đến tìm bạn cố để cầu hôn. Cầu hôn. Hiểu rồi. Khu C có một người ngoài trường không rõ danh tính. Nói mua ở đây cầu hôn không rõ danh tính. Lập tức dẫn đến phòng bảo vệ. Mời cô đến phòng bảo vệ một chuyến. Đi nào. Anh đợi tôi làm xong việc chính, rồi tôi đến tìm anh. Đến khi cô xong việc thì tôi bị đuổi việc rồi. Đi thôi. Khoa của tôi, đừng lôi thôi. Chú ơi, anh làm gì thế? Làm gì thế chú ơi? Xin lỗi, chúng cháu đang tập kịch. Cô ấy là người cháu mời đến để hỗ trợ. Kịch. Kịch nói cảnh thật. Kịch nói cảnh thật. Anh bảo vệ à, chúng tôi đúng là đang tập kịch. Giám đốc và người chồng bé bỏng của cô ấy. Cháu sẽ dẫn cô ấy đi ngay. Xin lỗi. Khoa của chị. Chúc thi tốt nhé, cảm ơn. Không có bạn trai thì sẽ tìm được bạn trai. Chúc thi tốt nhé, cảm ơn. Cảm ơn đã tham dự. Chúc thi tốt. Đừng chạy. Đừng chạy. Tránh được. Chúc thi tốt nhé. Chúc thi tốt nhé. Cậu đứng lại cho tôi. Đừng chạy. Bạn cố à. Em đi chậm thôi bạn cố. Em đi chậm thôi chân. Chân của chị đâu? Cô Kim, tôi đã nói rất rõ với cô rồi. Tôi không có lý do để kết hôn với cô. Nếu cô chỉ vì hoàn thành kế hoạch của gia đình cô thì mau dừng lại đi, tôi không giúp được cô. Ba lý do lúc trước, nếu em thấy chưa đủ, chúng ta có thể nghĩ cách khác. Không thể tin được. Tôi đỡ cô sang bên kia nghỉ một lát, chứ không đi được. Đau thật đấy. Được rồi, giơ chân ra. Dưới đất lạnh lắm. Phải cô muốn thế nào? Làm ơn đó. Tim em đập nhanh thế. Không hề. Thật đó. Thình thịch, thình thịch. Tim của tôi không nằm bên đó. Cô ở đây nghỉ ngơi trước đi. Gọi Khâu Tỷ đến dẫn cô về. Tôi còn có tiết học, phải đi trước đây. Đừng làm những chuyện tổn thương đến bản thân nữa. Đợi đã. Ngoài ba điều đó, chỉ còn một lý do bắt buộc phải kết hôn với em. Bây giờ chị phải kết hôn. Chị mong người đó là em. Cô nói thật với tôi. Tại sao người đó nhất định phải là tôi? Nếu như chị nói ở quán bar chị đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, thì em có tin không?
Thời buổi này ai còn tin vào tình yêu sét đánh chứ? Nếu tôi là bạn cũ, tôi cũng không tin. Được rồi, cô đừng đi lung tung, ngồi đây đợi. Tôi đi lái xe. Chúng ta về nhà. Khâu tỷ, Sam lại quay lại. Giờ này dễ chịu hơn. Chỉ có lúc nhỏ chị mới được mẹ thay giúp. Cô Kim, tôi đồng ý kết hôn với cô. Em nói gì cơ? Chúng ta kết hôn đi. Nếu như chị nói, ở quán bar, chị đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, thì em có tin không? Bó hoa này là của cháu, có thể trả lại cho cháu không? Đâu rồi? Còn bonus, đừng rời đi nhé. Chú ơi, cho cháu hỏi bó hoa này, chú nhặt được bên kia có đúng không? Bó hoa này là của cháu, có thể trả lại cho cháu không? Không được, cái này là chú nhặt được. Cháu chỉ có nhiêu đây thôi. Xin lỗi, đây là vợ tương lai tặng cho cháu đấy. Không hổ là con gái, con rể của mình, ngọt ngào quá. Mời đón xem tập tiếp theo. Chợt nhận ra mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu sau một ngày ở chung, tập 5. Mời vào. Cô, sao cô lại mang hết hành lý của tôi đến nhà cô thế? Vì sao này em phải ở đây? Tôi ở nhà cô à. Xem thử ngôi nhà tương lai của em đi. Chị đã nói với lão Kim rồi. Lão Kim là bố của chị đấy. Hai chúng ta tâm đầu ý hợp đã sống chung rồi. Chỉ là chị không biết, em là đứa con trai thứ ba của nhà họ Cố. Nếu là duyên phận trời ban, vậy thì hôn sự này chúng ta quyết định luôn nhé. Tôi, tuy tôi đồng ý kết hôn với cô, nhưng chuyện này có lẽ phải đợi một thời gian, đợi gì chứ. Không ngày nào thích hợp bằng hôm nay. Chị sẽ nói với Khâu tỷ, hủy hết lịch học của chị vào ngày mai, sau đó hai chúng ta đi đăng ký kết hôn.
Ngày mai ư? Ngày mai e là không được. Chưa đến ngày. Em yên tâm đi, chị tra rồi, ngày mai là ngày tốt, ngày lành tháng tốt. Ý tôi không phải thế, thế ý em là em vẫn chưa tốt nghiệp à? Nếu chị nhớ không nhầm, sinh viên chưa tốt nghiệp cũng có thể kết hôn. Yên tâm đi. Tôi vẫn chưa đến tuổi đăng ký kết hôn. Trước khi em trưởng thành, à không, trước khi em đến độ tuổi kết hôn, em ở trong phòng này trước, không được bước vào phòng chị dù chỉ một bước. Thật ra tôi còn một tuần nữa là đủ tuổi rồi. Vấn đề không phải là một tuần bạn cố. Chị đã trưởng thành gần 10 năm rồi. Nhưng những ngày qua chị lại chạy phải khắp nơi với một đứa nhỏ còn chưa đủ tuổi kết hôn như em. Chị, chúng ta chỉ cách nhau có 5 tuổi thôi. Vấn đề không phải là ở chỗ 5 tuổi. 5 năm trước chị đã tốt nghiệp đại học và đi làm rồi. Nhưng em lại chưa trưởng thành. Em còn chưa thi đại học nữa. Không được, đáng sợ quá. Không chấp nhận được. Cô Kim, tôi đâu phải trẻ vị thanh niên. Đừng nhờn với chị. Đối tượng kết hôn mà Dung Dung chọn vẫn là một sinh viên à? Không chỉ là sinh viên, mà còn là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Theo tôi, trong đây chắc chắn có âm mưu. Làm gì có nhiều âm mưu như thế. Với tình hình của em ấy, có lẽ đây chỉ là lời nói dối để ứng phó với chủ tịch Kim thôi. Kim Dung Dung kết hôn có phải đang liên hôn không? Chuyện này liên quan đến địa vị của cậu ở nhà họ Kim. Ngô Hữu Dụng, đồ rác rưởi ăn cắp ý tưởng của tôi, còn đổ lỗi cho tôi, đừng để tôi gặp lại anh. Lương Tinh Tinh cô, xin lỗi, xin lỗi. Đứng lại. Đây là ai thế? Chết chắc rồi, thực tập sinh của công ty. Lương Tinh Tinh, cô đến đây làm gì? Đã hỏi cô đó. Phó giám đốc Kim, quản lý Ngô, hai anh nhận nhầm người rồi. Cô ta đến khi nào vậy? Cô ta nghe được bao nhiêu lời chúng ta nói rồi? Có cần để cô ta... Lúc nãy chúng ta có nói gì sao? Chúng ta hình như nói cái gì? Khâu tỷ, nếu lão Kim có hỏi, anh biết phải nói thế nào rồi chứ? Tôi hiểu, không được để chủ tịch Kim biết. Bạn cố chưa đủ 22 tuổi, chưa được đăng ký kết hôn. Phải để chủ tịch Kim biết, hai người rất mặn nồng, gắn bó keo sơn, đúng không? Hiểu chuyện đấy. Đứng im. Cái này, Dung Dung bảo cậu lừa tôi như thế à? Giám đốc Tiểu Kim sợ ông sắp xếp cho cô ấy những đối tượng xem mắt khác, nên mới bảo tôi nói với ông. Cô ấy và bạn cố rất mặn nồng, gắn bó như keo sơn. Con trai phải biết bảo vệ mình khi ở nhà người khác. Lần đầu yêu đương của giám đốc Tiểu Kim không giống yêu đương cho lắm, giống yêu đơn phương. Buông ra. Yêu đơn phương, tôi không thấy thế đâu. Cho cậu xem cái này. Chủ tịch Kim, ông chụp đấy à? Thế sao? Ngọt ngào chứ? Ngọt ngào. Ngọt ngào. Tôi thích Tiểu Cố từ khi cậu ấy còn nhỏ. Lúc trước tôi vẫn thấy rất do dự. Dù sao thì Dung Dung lớn hơn cậu ấy 5 tuổi. Nhưng bây giờ cậu nhìn xem, hai đứa nó ở bên nhau quá đẹp đôi. Chủ tịch Kim, để tôi nói với ông một bí mật của giám đốc Tiểu Kim và bạn cố. Tôi có được nâng lương không? 20%. Giám đốc Tiểu Kim và bạn cố đã gặp nhau từ trước khi ông sắp xếp buổi xem mắt rồi. Họ đã về nhà. Khâu tỷ à, có muốn thêm một ít tiền thưởng cuối năm không? 6 cộng 9 năm giáo dục bắt buộc,
cộng 3 năm cấp 3, cộng 4 năm đại học. 23 tuổi, thế là phải đến độ tuổi được đăng ký kết hôn rồi chứ. Có phải em ấy hối hận, cố ý lừa mình không? Còn là một sinh viên giỏi nữa. Người thì đẹp trai, chữ viết cũng đẹp. Có tiền thế này à? Đáng thương quá. Để chị chuyển tiền cho em. Alipay nhận được 100.000 tệ. Lẽ nào giấu ở dưới gối? Cố Tùng Bắc. Cố Tùng Bắc. Trong chăn có không nhỉ? Trong chăn cũng không có. Cô đang tìm gì thế? Mời đón xem tập tiếp theo. Đêm tân hôn ngọt ngào và cô đơn, tập 6. Con trai phải biết bảo vệ mình khi ở nhà người khác. Yên tâm, tôi không lừa cô. Tôi còn 7 ngày nữa mới đủ 22 tuổi. Cố Tùng Bắc. Vậy thế này nhé, 7 ngày sau, ngày hôm sinh nhật em, chúng ta đi đăng ký kết hôn. Sính lễ thì chị cũng không cần, chị không thiếu chút tiền đó. Nhưng nếu em cần của hồi môn thì cứ lập danh sách cho chị đi, tôi không cần. Mong cô đừng lén vào phòng của tôi lúc nửa đêm. Cô Kim, bạn có một tin nhắn mới. Trả tiền thành công. Đồ trẻ con. Nhắc em một tiếng, còn 5 ngày nữa, đừng bỏ chạy đấy nhé. Biết rồi. Ngủ ngon. Giám đốc Tiểu Kim, cô ký vào cái này đi. 10 giờ sáng ngày kia tôi kết hôn, để trống thời gian đó cho tôi.
Chủ tịch Kim, tin tức nóng hổi mới nhất, hai ngày nữa giám đốc Tiểu Kim và bạn cố kết hôn. Tốt lắm, có tin vui gì báo cho tôi nghe nhé. Buổi họp sáng nay kết thúc ở đây. Tiểu Bắc, hôm nay mình không phải đi làm, bọn mình cùng nhau đi ăn tối. Hôm nay không được, mình còn có việc, hôm khác nhé. Đợi đã. Được rồi. Chúng ta thế này đi. Nhanh lên. Xin lỗi. Giấy chứng nhận kết hôn không được làm động tác này. Phải chúng ta làm thế này. Xin lỗi, động tác này cũng không được. Rồi, giữ nguyên dáng đó, gần lại một xíu. Đừng nhơn với chị. Alo, Khâu tỷ. Nghiêm trọng thế sao? Anh đợi tôi 40 phút. Tôi chỉ vắng mặt nửa tiếng mà mấy người chẳng làm được gì cả. Đợi tôi. Xin lỗi nhé, chị có chút việc gấp cần đến công ty ngay. Cần chị đưa em tới trường trước không? Không cần đâu. Chị đi làm việc của chị đi, không cần thần sao? Tôi đâu phải là học sinh tiểu học nữa. Được rồi, sinh viên đại học, chị đi trước nhé. Cô Kim, em có thấy với giai đoạn hiện tại của chúng ta thì giấu việc kết hôn tốt hơn không? Dù gì thì em vẫn là học sinh. Tùy cô. Được, thế chị về công ty trước nhé. Phải tuần sau, các tổ giao phương án lại cho tôi. Tan họp, dân, dân. Kết hôn sao rồi? Bạn cố rất nghe lời. Chọn đúng người rồi. Mắt nhìn người tốt thật. Đúng rồi. Giám đốc Kim ở trong văn phòng đợi cô. Nó muốn trao đổi về dự án phát triển. Để anh ta đợi đi. Tôi phải đi mua đồ. Cô muốn gì thì cứ để tôi đi. Sao cô phải tự đi? Món đồ này tôi phải tự chọn. Hiểu rồi. Lạ thật. Sao trong nhà lại không có tủ lạnh nhỉ? Đợi chị Tăng làm về rồi cùng nhau ăn cơm. Được, tôi đợi cô. Phó giám đốc Kim đợi tôi một ngày rồi à? Dung Dung.
Nghe nói em bị trật chân, anh mang cho em ít thuốc, em có thể để trong văn phòng. Nghe nói tôi trật chân vào một tuần trước mà phó giám đốc Kim cũng biết sao? Cũng đúng, trước khi mẹ anh gả vào nhà họ Kim, lão Kim ho nhẹ một tiếng thôi là bà ta đã có thể chạy đến hỏi han. Dung Dung, anh không có ý gì khác. Về dự án phát triển khu đô thị mới, anh còn một ít tài liệu cần bổ sung phó giám đốc Kim. Chuyện kinh doanh của công ty không cần phải bàn riêng đâu nhỉ? Anh chỉ muốn cùng em hoàn thành dự án này cho tốt. Lão Kim có ý định gì tôi biết quá rõ, chỉ là muốn tôi có chút sức ép cạnh tranh thôi. Tôi hiểu. Dù sao thì với lòng dạ hẹp hòi của tôi, đúng là không muốn chi tiền của nhà mình cho bạn học cũ. Khâu tỷ, 5 phút nữa họp. Anh chỉ muốn cùng em hoàn thành dự án này cho tốt. Trước giờ tôi luôn công tư phân minh, hiếm thấy lão Kim cho anh cơ hội, để xem ai có thể cười đến cuối cùng. Chị còn đang tăng ca, nói sau nhé. Thế khi nào cô... Em dậy rồi à? Cô về rồi à? Xin lỗi nha, công ty tăng ca đột xuất, em đang đợi chị à? Không có, tôi đang làm bài tập. Đều là em làm à? Nhà chị đến bếp cũng không có, mà em có thể làm cả một mâm cơm. Nếu cô đói thì tự hâm nóng rồi ăn. Tôi về phòng trước đây. Em đợi đã. Chị có cái này muốn cho em xem. Đi. Lúc trước chị sống một mình quen rồi, cũng không biết hai người cùng nhau chung sống thì phải chuẩn bị những gì, nên đã đổi bàn chải, ly, kem đánh răng của chúng ta thành đồ cặp. Chị chọn lâu lắm đấy. Còn nữa, khăn cũng là một cặp đôi. Màu này là của chị. Màu xanh dương này là của em. Em thích màu này, chị em dùng cũng được. Những thứ này đều do cô tự chọn sao? Đúng rồi, đồ chúng ta cùng dùng sau khi kết hôn đương nhiên phải do chị tự chọn rồi. Thích không? Còn nữa, chiếc ly cối này là em mua cho chị đúng không? Chị cũng mua cho em một cái, một cặp đó. Một ngày quan trọng như hôm nay, chị còn một điều phải làm. Qua đây, ngồi đây đi, đợi chị nhé. Hôm nay không chỉ là ngày chúng ta kết hôn, mà còn là sinh nhật của em. Hy vọng mỗi ngày sau khi kết hôn của chúng ta, em đều có thể sống vui vẻ. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Chúc em sinh nhật vui vẻ.
Chúc em sinh nhật. Mau lên. Mau ước đi nào. Mau lên, qua 12 giờ là không linh nghiệm nữa đâu. Mau ước đi. Mau lên, em đang đợi gì thế? Sao không ước vậy? Em mau ước đi, mau lên, ước. Có bonus, đừng rời đi nhé. Để chị xem, em đặt tên gợi nhớ cho chị là gì? Cô Kim. Nghe sao lạ thế? Thiết lập tên gợi nhớ. Mời đón xem tập tiếp theo. Kim chủ. Chúng ta ký hợp đồng cùng nhau chung sống, tập 7. Xin lỗi nhé. Lúc nãy tôi không sao. Người trẻ mà, không kìm được cảm xúc cũng dễ hiểu thôi. Lúc nãy là vì em đợi chị nhé. Chị đi chuẩn bị một chút. Trời ơi, mặt mình không đỏ đâu nhỉ? Con nít gì vậy? Hôn mình mà không báo hiệu gì cả. Lớp trang điểm chưa trôi, chắc không bị phát hiện đâu nhỉ? Lúc này là vì tôi vừa chuẩn bị xong rồi. Chị muốn nói với em về vấn đề hôn nhân của chúng ta. Em bị chị theo đuổi nên mới đồng ý kết hôn với chị. Thế nên để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của em trong hôn nhân của chúng ta, chị đã viết bản hợp đồng này. Chúng ta đối chiếu lại từng nội dung. Nếu không có vấn đề gì, ngày mai chúng ta sẽ đưa cho phòng pháp vụ đối chiếu từng nội dung. Đầu tiên, điều thứ nhất, bên A Kim Dung Dung và bên B Cố Tùng Bắc tự nguyện đăng ký kết hôn, tự nguyện ký hợp đồng này. Điều khoản này không vấn đề gì chứ? Vậy thì điều thứ hai. Điều thứ hai này nhằm vào trường hợp lúc nãy của chúng ta, nên được ưu tiên đưa lên trên. Nếu đã kết thành vợ chồng thì nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, những hành vi thân mật tương tự sẽ không thể tránh khỏi. Nếu em không bài xích thì chị đều chấp nhận. Còn hành vi thân mật hơn nữa thì chúng ta có thể xác định số lần. Thế thì quyết định một tuần như đây trước. Vậy thì tính như đây vẫn chưa đủ à? Vậy thì một tuần như đây nhé. Cô Kim à, tôi không có ý đó, còn không phải có ý đó nữa. Không thể nhiều hơn đâu. Trẻ đúng là có khác. Mỗi tuần 7 lần. Thế điều kế tiếp là về vấn đề tài sản trong hôn nhân của chúng ta. Nếu bên A và bên B ly hôn, bên A đồng ý bồi thường vô điều kiện cho bên B 50 triệu nhân dân tệ. Cô không cần nói nữa đâu. Cô thật sự muốn ký hợp đồng này ư? Tôi sao cũng được. Cố Tùng Bắc,
Cảm ơn bánh sinh nhật của cô. Cảm ơn cô đã đón sinh nhật cùng tôi. Điều nào có vấn đề nhỉ? Giá tiền có thể thương lượng thế mà. Số lần cũng có thể bàn lại. Đừng nhờn với chị. Phó giám đốc Kim nuôi mấy em kiểu gì vậy? Sớm muộn thì mấy em cũng chết thôi. Loại trúc nhỏ như mấy em phải phơi nắng, uống nước nhiều vào. Lúc trước chị vô tình gõ rất 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 nhẹ vào đầu cô chủ nhân mấy em, nên chị đến cứu mấy em để làm công chuộc tội nhé. Tây Thần, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Phó giám đốc Kim. Ừ. Tiêu rồi. Không được. Tây Thần à, cậu nghĩ cách cho tôi về đi. Bên công trường khổ quá. Tôi nói cậu nghe này, gió cát ở công trường lớn quá hữu dụng. Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi sẽ không thử thách bất cứ quyết định gì của Dung Dung. Cậu đừng vì chuyện này mà đến làm phiền tôi nữa. Tây Thần, cậu dè dặt quá đấy. 5 năm trước là cậu cứu cô ta đấy. Có ai từng vào văn phòng của tôi không? Tôi không biết. Là cô ta, lúc trước va vào cậu, bây giờ còn trốn trong văn phòng của cậu. Tiêu được. Nếu như tôi nói tôi đến để cứu cây trúc con, các anh tin không? Tôi bảo anh tìm giúp tôi những thứ mà mấy cậu trai trẻ bây giờ thích. Anh tìm cho tôi cái gì thế hả? Tôi lớn rồi mà, tôi không đoán được mấy cậu trai trẻ bây giờ thích gì. Đúng rồi, điện thoại tôi có luôn một ít ảnh, cô xem thử đi. Đưa đây, không tiện lắm. Một tháng. Một tháng gì? 2 tháng. Quy định trừ tiền lương ư? 3 tháng. Đàn ông cũng có quyền riêng tư mà. 4 tháng. Có những thứ cô xem sẽ ảnh hưởng đến tình cảm cha con đấy. 5 tháng. Chủ tịch Kim dùng lợi lộc dù dỗ tôi, bảo tôi chụp một số cảnh ngày thường ngọt ngào của cô với bạn tiểu cố. 3 tháng. Cô từ từ thôi, té bây giờ, cô... Bậc thang. Lão Kim, bố để một nồi gián ở bên cạnh con là sao? Nồi gián gì tôi không phải nồi, im miệng. Nào, ngồi xuống đi, chơi ván cờ. Con không rảnh, không nói con, Khâu tỷ. Đứng dậy. Con cũng đã kết hôn rồi, đến lúc bố thực hiện hợp đồng rồi nhỉ? Không thành vấn đề. Hợp đồng mở rộng nên chuẩn bị rồi nhỉ? Hợp đồng mở rộng gì? Thứ này có từ khi nào vậy? Hợp đồng mở rộng trong hợp đồng đấy. Con chưa xác nhận mà đã ký rồi. Không được thế đâu. Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, năm sau xin cho nhà họ Kim một đứa cháu kháu khỉnh. Cô ấy hoàn thành nhiệm vụ, bố thực hiện hợp đồng, con lấy tiền đi. Bố gọi chồng con là người gì chứ? Bố bảo sinh là sinh. Sinh xong theo họ bố à? Theo họ con cũng thế. Tóm lại là cháu nhà họ Kim, cháu ngoại. Dung Dung, con phải suy nghĩ kỹ nhé. Nếu Tây Thần kết hôn sau mà có con trước con thì gia tài của nhà họ Kim, bố yên tâm, còn nhất định sẽ sinh sớm hơn anh ta. Chủ tịch à, chúng tôi đi trước nhé.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên A và B phải hết sức phối hợp nhu cầu của đối phương trong hôn nhân, bao gồm nhưng không giới hạn cùng nhau sinh. Cùng nhau sinh sống, cái chữ sống này mà có thể đổi thành từ con thì tốt biết mấy. Em ấy chủ động hôn mình rồi, sao mình lại không biết, thừa thế mà tấn công chứ. Sao em lại đến đây? Cô Kim, có chuyện này tôi muốn bàn với cô. Chuyện gì? Tôi muốn mối quan hệ vợ chồng của chúng ta tiến gần hơn một chút. Làm sao để tiến gần hơn? Trong mắt của cô, lẽ nào tôi chỉ là một đứa nhỏ cùng cô dừng lại ở chuyện đăng ký kết hôn thôi sao? Cũng có thể đi lại từ đâu? Đi thì chậm quá. Hay là đúng là ấm no thì nghĩ chuyện dâm dục. Đại, Cố Tùng Bắc, cô đừng quên những gì chúng ta đã thỏa thuận. Anh chuẩn bị thứ tôi cần đi, tôi cũng sẽ đưa anh thứ anh cần. Em đang làm gì thế? Có bonus, đừng rời đi nhé. Chủ tịch, theo ông, nếu ban đầu giám đốc Tiểu Kim chọn hai anh em còn lại của nhà họ Cố thì sao? Thế thì đứa con sinh ra xấu đến cỡ nào chứ? Đến ăn quýt nó cũng phải chọn quả đẹp. Tìm chồng, cậu nghĩ nó sẽ tùy tiện sao? Con này cũng được. Mời đón xem tập tiếp theo. Đúng là không ai hiểu con gái bằng bố. Ông xã, thân phận của ông xã bị lộ rồi. Tập 8. Cố Tùng Bắc, chuyện hồ sơ mời thầu thế nào rồi? Cậu đừng quên những gì chúng ta đã thỏa thuận. Anh chuẩn bị thứ tôi cần đi, tôi cũng sẽ đưa anh thứ anh cần. Em đang làm gì thế? Em muốn dùng máy tính à? Sugar Daddy, trường học giúp tôi nộp luận văn. Sáng mai là phải nộp rồi, nên muốn mượn máy tính của cô. Luận văn? Ông xã bận làm bài tập. Giúp mình sinh con kiểu gì đây? Gì cơ? Không có gì, để chị nhập mật khẩu cho em. Ừ.
Cô Kim, thật ra có một chuyện chị nhớ ra rồi. Chị còn có một máy tính to hơn, có thể cho em dùng, đi. Đừng nhờn với chị. Làm sao để yêu đương với con trai nhỏ tuổi? Làm sao để sinh con với con trai nhỏ tuổi? Trong bầu không khí này, người ta đang làm bài tập mà mình lại nghĩ mấy chuyện vớ vẩn. Hay là mình nói thẳng với cô ấy? Nếu mình nói thẳng với em ấy, giúp chị sinh một đứa con nhé. Chị làm việc xong rồi, luận văn của tôi cũng xong rồi. Flocate. Tiêu rồi. Bây giờ mình không những đánh phó giám đốc Kim mà còn làm vỡ cây trúc anh ấy thích. Liệu anh ấy có ôm thù rồi sa thải mình không? Chủ tiệm mà, sao cô lại đến đây? Đã bảo đừng gọi tôi là chủ tiệm mà. Dân. Dân, cô biết rồi. Phó giám đốc Kim. Mẹ, đừng xen vào công việc của con nữa được không? Con đang họp. Phó giám đốc Kim. Lương Tinh Tinh. Sao cô lại ở đây? Tôi ở đây bán cà phê. Phó giám đốc Kim, anh không cần đi gọi món đâu. Ở đây có Americano, Latte, Flat White. Anh thích loại nào? Cảm ơn, tôi tự đi mua là được rồi. Đừng, đừng. Để tôi mời, anh nhất định phải để tôi mời. Không cần khách sáo đâu. Phó giám đốc Kim, anh để tôi mời đi. Tôi cần một cơ hội lấy công chuộc tội. Cảm ơn. Không có gì. Phó giám đốc Kim, để tôi. Tôi. Để tôi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Hay là tôi đền cho anh mấy mới? Tôi chỉ muốn mượn cục sạc dự phòng thôi. Mượn sạc dự phòng không cần đặt cọc. Phó giám đốc Kim. Tiêu rồi. Lần này phải về kế thừa việc kinh doanh của gia đình thật rồi. Con đừng tắt để sinh con. Cùng nhau xem phim thân mật, khơi dậy bản năng của cơ thể. 8 giờ sáng thứ bảy lại đi xem phim. Cô không thấy sớm quá sao? Chị muốn xem bộ phim này từ lâu rồi, nhưng một mình thì không dám xem. Em xem với chị đi. Titanic có phải là phim ma đâu. Sao lại không dám xem? Chị sợ con tim bé bỏng yếu ớt của chị không chịu được kết cục đau buồn thế này. Được. Cô Kim, cô lạnh à? Để tôi lấy chăn cho cô, đừng động đậy.
chính là lúc này. Chuyện gì vậy? Bạn cắt bớt. Cô sao thế? Không sao, xem tiếp nào. Làm ơn đừng xóa. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Chị sai rồi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cô Kim, cô đói đây à? Chúng ta ra ngoài ăn nhé. Được. Chào mừng quý khách. Cô tìm chỗ ngồi trước đi. Tôi đi gọi đồ uống. Tinh Tinh. Tiểu Bắc, sao cậu lại đến đây? Sợ tiệm của cậu bị sập nên ghé qua đây ăn. Mình cảm ơn cậu nha. Sao vậy? Tâm trạng không được tốt lắm. Dạo này mình đắc tội với một lãnh đạo lớn trong công ty. 3 lần. Nếu có lần thứ 4, chắc mình thất nghiệp mất. Lãnh đạo lớn, giám đốc Tiểu Kim à? Cấp bậc của mình không tiếp xúc được với giám đốc Tiểu Kim, là một vị lãnh đạo khác. Được, bọn mình ngồi ở kia. Tiểu Bắc, dạo này mình nghe được một tin đồn mới về giám đốc Tiểu Kim đó. Tin đồn gì? Mình nghe nói giám đốc Tiểu Kim đang điên cuồng theo đuổi một đàn em trường mình. Cô ấy dính câu rồi. Nghe nói bây giờ đã bí mật kết hôn thành ông xã nhỏ. Rồi. Giám đốc Tiểu Kim, dạo này công ty còn đồn tin gì về tôi nữa? Không, không còn nữa. Nói gần đây cô tìm được ông xã nhỏ. Đi thôi. Ông xã nhỏ. Thật ra mình chính là ông xã nhỏ của giám đốc Tiểu Kim. Làm thế nào để yêu đương với chị gái trưởng thành? Làm thế nào để yêu đương với chị gái trưởng thành? Mời đón xem tập tiếp theo. Dạo này không đến trường tìm cậu. Không ngờ cậu lại hẹn hò với giám đốc Tiểu Kim. Bọn mình chưa hẹn hò, kết hôn luôn á. Từ khi nào thế? Sao mình lại không biết? Hôm sinh nhật mình. Cậu gây rắc rối rồi à? Hai đứa nói chuyện thì thầm xong chưa? Giám đốc Tiểu Kim chào cô. Em là Lương Tinh Tinh, thực tập sinh ở phòng phát triển bên chị.
em khá thân thiết với Tiểu Bắc nên có nhiều điều để nói. Thân cỡ nào? Quen nhau từ lúc mới sinh ra. Thành Mai Trúc Mã à? Giám đốc Tiểu Kim, hôm nay em mời. Không cần đâu. Cô làm thêm cũng khó khăn, kiếm được chút tiền thì cứ tiết kiệm đi. Cô Kim, cô để Tinh Tinh mời đi. Ngoài quán cà phê này, quán còn có một vườn hoa quả, hai phòng trà, ba phòng. Hóa ra là câu chuyện Thanh Mai Trúc Mã, cô tiểu thư giàu có ngây thơ và chàng công tử khốn đốn Tiểu Bắc. Xem ra trước đây Tiểu Bắc nhà tôi may mà có cô Lương chăm sóc. Em chăm sóc không nhiều, mẹ em chăm sóc nhiều hơn. Lẽ nào cô ấy nghĩ mình và Tinh Tinh? Sau này Tiểu Bắc có tôi chăm sóc, tình yêu của mẹ Lương có thể chia cho những cậu con trai khác. Cô Lương à, cô thực tập đúng rồi. Tinh Tinh, cậu nói với gì? Tuần sau mình đến thăm dì ấy. Cô cũng nói với gì? Tuần sau tôi cũng... Dì? Dì là ai? Mẹ em. Mẹ cô là... Dì của anh ấy. Đúng rồi. Vậy cô là... Cô ấy là chị họ. Lớn hơn tôi 10 tháng tuổi. Chị họ? Đúng rồi giám đốc Tiểu Kim. Không ngờ chị lại kết hôn với Tiểu Bắc. Đúng rồi. Lúc nãy chị nói việc thực tập của tôi. Sao thế? Tôi nói tôi muốn tìm hiểu về công việc thực tập của cô. Khâu tỷ, Lương Tinh Tinh ở phòng thị trường làm việc thế nào? Lương Tinh Tinh? Lương Tinh Tinh là ai? Cực kỳ ưu tú, năng lực xuất chúng. Được, tôi biết rồi. Cô bị bắt cóc à? Cô bị bắt cóc thì chớp mắt đi. Cô Lương, kể từ hôm nay cô sẽ được làm nhân viên chính thức. Sau này có bất kỳ vấn đề gì về công việc thì cứ đến tìm tôi. Cảm ơn giám đốc Tiểu Kim, tôi sẽ cố gắng. Đừng nhờn với chị. Coi chị họ là tình địch. Hiểu làm xấu hổ thế này. Về nhà sinh con kiểu gì đây? Mình phải thăm dò thử thái độ của cậu ấy trước. Cô ngồi đây một lát đi, tôi đi mua đồ cho cô. Đợi tôi. Kẹo bông gòn, ăn thử xem. Tự dưng cho mình ăn kẹo. Hiểu rồi. Suy nghĩ của đàn ông. Ngọt không? Cái gì? Trời mô có gì đâu. Không phải bảo em xem trên mô có gì không? Mô lên. Mô cái gì cô nói đi. Bây giờ nó ngọt rồi đó. Em có thể hôn chị rồi. Sau đó về nhà sinh con. Ở ngoài đường mà cô nói gì thế? Chị nói em giúp chị sinh con. Cho dù năng lực làm việc của chị có giỏi cỡ nào thì chuyện này chị cũng không thể tự làm được. Tôi giúp cô. Vậy là sáng sớm hôm nay cô muốn... Kim Dung Dung, cô kết hôn với tôi lẽ nào chỉ để sinh con thôi sao? Chúng ta đã kết hôn rồi, bây giờ sinh con là hợp pháp. Việc này, chị thật sự rất cần em. Vậy là thứ cô cần không phải tôi, mà là chức năng của tôi. Anh chị ơi, mua bó hoa đi. Cảm ơn nhé, không cần đâu, em sang chỗ khác chơi đi, bọn chị đang nói chuyện riêng. Em nghe thấy hết rồi, anh chị đang nói về sinh con. Anh chị ơi, mua bó hoa đi. Mua hoa sẽ giúp ích cho việc sinh con đó. Được, chị mua hết hoa của em, được không? Nào, quét mã. Đi đi, cảm ơn chị. Mẹ ơi, con bán hết hoa rồi. Vậy,
Khi sinh con, em nhận Hoa trước đi. Em khó chịu chỗ nào vậy? Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, đừng làm chị sợ. Tiểu Bắc, một cây đinh đâm vào sau đầu mà gọi là sự cố nhỏ à? Lúc đó trong khu vực ấy cũng không có camera, người thân đều cho là Tiểu Bắc gây chuyện, nổi loạn mà đánh nhau với mấy tên du côn ngoài trường. Lúc Tiểu Bắc 17 tuổi, nhà họ Cố xảy ra không ít chuyện. Hai người anh của cô ấy được cha dượng dẫn về nhà. Sau đó mẹ cậu ấy mất, cổ phần nhà họ Cố bị hai người anh đó chiếm hết. Còn việc cô ấy bị ai đánh thì càng không ai quan tâm. Hàng gì cô ấy phải đi hát ở quán bar. Giám đốc Tiểu Kim, cô thật sự không phải vì tôi là chị họ của Tiểu Bắc nên mới cho tôi tham gia dự án phát triển khu đô thị mới đâu nhỉ? Sao có thể chứ? Trước giờ tôi công tư phân minh lắm. Cô đi làm việc trước đi. Vâng, giám đốc Tiểu Kim. Tốt quá, đúng rồi. Đừng để Tiểu Bắc biết tôi từng tìm cô. Mình lại đi ép một người đáng thương như thế kết hôn với mình, còn xem cô ấy là công cụ sinh con nữa. Mình đúng là đồ cặn bã. Alo, em ở bên dưới công ty chị à? Chị đi đón em ngay. Lương Tinh Tinh, mày giỏi thật, không cần đến quan hệ với Tiểu Bắc mà đã nhận được sự công nhận của giám đốc Kim rồi. Phó giám đốc Kim, anh đừng động đậy. Tôi biết anh gặp tôi là sẽ xui xẻo nên tôi biến mất ngay đây. Tay thần. Xin lỗi phó giám đốc Kim, xin lỗi. Không sao chứ. Đừng Tin Tin, sao lại là cô? Xin lỗi cô. Lương Tinh Tinh có quan hệ với ai mà mới vào làm chính thức đã được tham gia dự án phát triển khu đô thị mới? Cô ta tham gia dự án phát triển sao chứ còn gì nữa, đích thân giám đốc Kim tuyển dọn đấy. Hữu Dụng, cậu giúp tôi làm một việc, đi photo cái này ra rồi phát cho mọi người dân. Mọi người chú ý, 4:30 chiều nay chúng ta sẽ họp, đừng đến trễ đấy. Vâng, vâng. Giám đốc Tiểu Kim, tôi đến công ty cô làm phiền cô không? Làm gì có, trong công ty toàn là việc lặt vặt. Lát nữa chúng ta đi ăn trưa nhé. Nhà ăn ở lầu dưới ngon lắm. Chủ tịch Kim, chuyện lớn rồi. Con để nhà ông đến công ty rồi đấy. Giám đốc Tiểu Kim, cô có ở đây không? Tôi đến tìm cô lấy tài liệu. Giám đốc Tiểu Kim, giám đốc Tiểu Kim, cô có ở đây không? Vâng, giám đốc Tiểu Kim không ở đây. Cậu cũng là chủ tịch Kim phái đến đúng không? Đúng. Đến rồi, mau lên.
Giám đốc Tiểu Kim, tôi lấy tài liệu cho. Góc độ chỗ cậu thế nào? Cũng được, ok. Không ở đây à? Các anh vào đi. Tôi đột nhiên đến không làm phiền cô chứ không? Gặp được em chị vui lắm. Em đợi chị một lát, chị đi nghe điện thoại. Được. Nửa chín đi rồi, còn chụp cái gì? Suốt ngày một đống chuyện. Hôm nay em đến tìm chị có việc gì sao? Tôi không có việc gì cả. Chắc chắn là có việc gì. Không có gì cả. Mấy giờ cô tăng làm? 5 giờ. Làm xong việc là có thể tăng làm. Cô nhìn tôi đi. Sao cậu không chụp đi? Chụp đi. Hôn, hôn một cái, hôn. Hôn đi. Hôn một cái. Mùi này sốc quá. Các anh, cậu xì hơi bao nhiêu lần vậy? Mấy người ở văn phòng tôi làm gì? Hãy đón xem tập tiếp theo nhé. Tình yêu có ý đồ bị che giấu, tập 10. Tôi bảo cậu điều tra hồ sơ của Lương Tinh Tinh, mà cậu chạy vào văn phòng dung dung chụp lén cái gì? Lương Tinh Tinh có thể tham gia dự án phát triển khu đô thị mới. Chắc chắn lai lịch không phải dạng vừa. Hồ sơ thật của cô ta chắc chắn nằm ở văn phòng của giám đốc Tiểu Kim. Kết quả thì sao? Hồ sơ của Lương Tinh Tinh trong văn phòng giám đốc Tiểu Kim không khác gì với trong phòng nhân sự. Cho nên cô ấy không phải là gián điệp. Gián điệp? Dung dung để gián điệp trong dự án của công ty mình, không đưa đến công ty khác. Cậu có não không vậy? Tập đoàn Kim Triều có lý. Cậu suy nghĩ lời nói cho kỹ. Lát nữa theo tôi đi tìm Dung Dung xin lỗi. Được, được. Tây Thần à, lúc tôi trốn trong tủ quần áo, tôi thấy tên họ Cố đó lén dùng máy tính của giám đốc Tiểu Kim. Nói đi, rốt cuộc cái chuyện gì khó nói mà phải trốn trong tủ quần áo? Em bị họ lôi vào. Sau đó không biết ở trong ai xì hơi rất thối. Sau đó giám đốc Tiểu Kim đến. Cô nói xì hơi mà nhìn tôi làm gì? Làm cô hữu dụng. Tôi có thể xì hơi thối thế sao? Chính là anh. Ai xì hơi quan trọng lắm sao? Ra ngoài trước đi. Anh quay lại.
Tôi chỉ đến chụp vài bức ảnh. Sau đó tôi vừa vào tủ quần áo đã phát hiện Ngô Hữu Dụng, anh ta cũng chụp ảnh. Ai ngờ anh ta gì? Nói đi. Lão Kim bắt anh đến làm gì? Lão Kim? Sao cô biết là chủ tịch Kim bảo tôi đến? Nói thừa. Ông ấy là bố anh hay là bố tôi? Chủ tịch Kim bảo tôi chụp lại cảnh ngày thường ngọt ngào trong văn phòng của cô và bạn cũ. Đưa máy ảnh cho tôi. Lần này tôi thật sự không chụp được gì hết. Nhanh lên, đưa tôi. Dung Dung, đủ để anh dùng rồi đấy. Dung Dung, anh có chuyện muốn nói với em. Phó giám đốc Kim vào văn phòng của tôi, đến cửa cũng không gõ. Vội thế sao? Có chuyện gì không? Ngô Hữu Dụng thấy lúc nãy tên họ Cố dùng máy tính trong văn phòng của em. Lúc nào cậu ta cũng xuất hiện một cách trùng hợp như thế. Em không hề nghi ngờ gì sao? Đầu tiên, quả không phải là tên họ Cố. Quả là chồng của tôi. Chồng tôi dùng máy tính trong văn phòng của tôi thì có vấn đề gì sao? Thứ hai, xin họp với giám đốc Kim bảo Ngô Hữu Dụng lén lút vào văn phòng của tôi. Để làm gì? Đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh không cố ý nhắm vào cậu ấy. Từ khi em chấp nhận cho anh vào nhà họ Kim thì chúng ta đã là anh em. Chúng ta có thể hợp tác một lần không? Kim Tây Thần, tôi nói rõ với anh một lần nữa, tập đoàn Kim Triều là công ty của tôi. Sở dĩ tôi chấp nhận cho anh bước chân vào nhà họ Kim là để cảm ơn anh đã cứu tôi. Ngoài việc duy trì mối quan hệ ngoài mặt với anh, tôi sẽ không hợp tác với anh bất cứ chuyện gì cả. Cho dù em không tin anh, vì lợi ích của công ty, em có thể xem thử camera. Đừng nhờn với chị. Hợp đồng mời thầu công trình dự án phát triển khu đô thị mới. Hợp đồng mời thầu 520.424.011 tỷ. Lợi hại thế. Mới vậy đã lấy được giá đấu thầu của Kim Dung Dung rồi. Cậu được đấy. Tốt nhất anh nói được làm được. Trả lại tòa nhà của mẹ tôi cho tôi. Nếu không thì chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Nói chuyện với anh hai kiểu gì vậy? Tòa nhà rách nát đó cũng chẳng có tác dụng gì với bọn tôi. Chỉ là tôi đã đánh giá cao Kim Dung Dung, nữ doanh nhân tài giỏi gì chứ. Chỉ là một người phụ nữ có tiền, mê trai, không có não, bị mấy tên bám phế như cậu lừa gạt thôi. Ăn nói cho đàng hoàng. Đừng giỡn thôi. Thằng ranh con, đợi tao lấy được mảnh đất đó thì tao giết chết mày. Thằng khốn này cũng mạnh đấy. Phải trích xuất camera, đồng ý xóa file này vĩnh viễn không? Chưa ăn cơm à? Chẳng phải bảo em về nhà từ lâu rồi sao? Sao giờ mới về thế? Tôi... bên trường có việc đột xuất, nên tôi về trường một chuyến. Lần sau để Khôi tỷ đưa em đi nhé. Cùng ăn cơm thôi. Không cần đâu, tôi ăn rồi. Cô ăn đi. Đợi đã.
Vết thương trên mặt của em là sao? Lúc nãy tôi lỡ va chạm. Tôi đi trước đây, đợi đã. Em đi theo chị. Hộp thuốc. Tôi đã nói tôi không sao. Đừng nhúc nhích. Em biết vì sao từ nhỏ quan hệ của chị với lão Kim đã không tốt không? Ông ấy muốn quan tâm chị, hiểu chị, chưa từng nói thẳng cho chị biết. Toàn nén làm rất nhiều thứ sau lưng chị. Em xem hôm nay ông ấy lại bảo Khôi Tỷ lén vào văn phòng chị. Nếu chị không hiểu Khôi Tỷ, chắc sẽ tưởng anh ta là gián điệp mất. Tiểu Bách, hôm nay em đến văn phòng chị để làm gì vậy? Tôi nói rồi, tôi chỉ đến thăm cô thôi. Chị đi nghe điện thoại. Rồi, tôi biết rồi. Khôi Tỷ vừa gọi điện nói với chị, lão Kim bất cẩn ngã gãy chân. Chú bị thương có nghiêm trọng không? Phải phẫu thuật, chị phải ở bệnh viện cả ngày mai. Tiểu Bắc, buổi đấu thầu dự án phát triển của đội tuyển mới vào ngày mai, chị ủy quyền cho em tham gia thay chị, được không? Phải làm phiền em nhé. Chị đến bệnh viện trước đi. Làm ơn, đừng từ bỏ cơ hội mà chị đã cho em. Kết quả thế nào? Hai anh em và họ Cố trúng thầu. Cậu ấy thì sao? Cậu ấy lấy danh nghĩa của cô từ bỏ đấu thầu. Long Island Iced Tea rốt cuộc có phải trà không? Tập 11, Dung Dung. Tại sao lại để Cố Tùng Bắc đại diện cho công ty đi đấu thầu? Bây giờ cậu ta từ bỏ đấu thầu rồi, ai sẽ gánh chịu hậu quả đi? Không có hậu quả, cũng không cần gánh chịu. Kim Dung Dung, em đang để tình cảm ảnh hưởng công việc đấy. Kim Tây Thần, anh đang tự cho là mình đúng. Từ ngày tôi biết anh luôn luôn tự đánh giá cao năng lực của mình.
anh luôn muốn tôi hợp tác với anh trong dự án đầu tư khu đô thị mới. Bây giờ anh hiểu lý do vì sao tôi từ chối anh rồi chứ? Mảnh đất này có rủi ro bị ngập. Lão Kim đã đưa ra không ít nhắc nhở về rủi ro cho chúng ta, bao gồm cả việc mảnh đất này rút nước ngầm quá độ. Nhưng anh quá muốn chứng minh năng lực của bản thân, hoàn toàn phớt lờ những manh mối này. Nói một cách đơn giản, mảnh đất này trông thì có vẻ tốt, nhưng thật ra ai trúng thầu là thất bại. Bây giờ anh hiểu chưa? Từ bỏ đấu thầu mới là lựa chọn tốt nhất. Đừng nhờn với chị. Tìm chị có việc à? Nghe nói tối sẽ mưa. Tối mưa nhưng chị có xe, trong xe có ô. Cho dù không có thì Khâu Tỷ cũng sẽ mang đến cho chị. Cố Tùng Bắc, nếu đến bây giờ em vẫn không chịu nói thật với chị thì tạm thời em đừng xuất hiện trước mặt chị. Giám đốc Tiểu Kim, sao cô vẫn chưa về thế? Công ty có việc gấp đột xuất, tôi phải xử lý cho xong. Tiểu Bắc vẫn đang đợi cô. Để cô ấy đợi đi. Giờ tôi qua. Mưa to thế. Đi. Nào. Cô Kim, cũng không mưa to nữa, không cần phải che ô đâu. Tôi thấy vẫn còn mưa nhỏ. Về nhà trước đi. Đợi đã. Cô nghe tôi giải thích trước rồi quyết định có để tôi về nhà cùng cô hay không. Nào, uống nước đi. Tinh Tinh, cậu đổi cho cô ấy một ly nước nóng đi. Quan sát chị khá kỹ đấy. Để tiếp cận chị, chuẩn bị cũng không ít nhỉ. Đây là thói quen sinh hoạt của cô. Tôi phát hiện sau khi chúng ta kết hôn. Tôi biết cô rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp, nên trong nhà không có tủ lạnh. Nhiệt độ máy điều hòa nhất định phải ở 26 độ. Tất cả các loại đồ uống không được có đá. Nếu ban đầu tôi không bỏ quyền nộp hồ sơ lên luôn thì sao?
Hóa ra cô đã đoán được từ trước. Tôi còn sợ. Là sợ chị bị em lừa, hay là sợ chị không nhìn ra dự án này có vấn đề. Tôi... Giám đốc Tiểu Kim, tụi bác có nỗi khổ riêng mà. Mau giải thích đi. Tinh Tinh, cô còn nhỏ nên không hiểu. Dù là đàn ông lớn tuổi hay trai trẻ, họ đều có một bình chung, đấy chính là không bao giờ đối xử thật lòng. Trước khi cả sự việc chưa được chắc chắn, tôi không chắc cô sẽ tin tôi. Nhưng để hai anh em nhà họ Cố hoàn toàn tin tưởng mục đích tôi tiếp cận cô, họ mới liều lĩnh đấu thầu. Bây giờ họ nợ nần chồng chất. Qua một thời gian, vấn đề của mảnh đất lộ rõ, họ sẽ chủ động tìm tôi và nhận lại quyền sở hữu cổ phiếu. Tôi cũng sẽ lấy lại được tất cả tài sản của mẹ tôi, thay mẹ tôi bảo vệ tất cả tâm huyết của bà ấy. Xin lỗi vì không nói trước với cô những điều này. Vậy bây giờ em nói thật với chị đi. Em bắt đầu tiếp cận chị từ khi nào? Là ngày chị xuất hiện ở nhà họ Cố hay cuộc gặp gỡ tình cờ trong con hẻm ngoài quán bar? Thật ra từ lúc cô bắt đầu xuất hiện tại quán bar thì tôi đã tìm cơ hội tiếp cận với cô. Cố Tùng Bắc, em lên kế hoạch kỹ thật đấy. Cô tin vào tình yêu sét đánh không? Cho dù không có chuyện này, tôi cũng sẽ. Tình yêu sét đánh gì chứ? Em tưởng chị là học sinh cấp 37 tuổi hay sao mà lại tin vào lời vớ vẩn như tình yêu sét đánh? Lời vớ vẩn? Nhưng ban đầu cô bảo tôi kết hôn với cô. Cô nói cô yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Lẽ nào? Để lừa tôi kết hôn với cô nên cô mới nói đại là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Chị lừa em kết hôn với chị gì chứ? Chị cầu hôn em đàng hoàng và chính miệng em nói cô đồng ý. Nói đến đùa gạt, em không lừa chị sao? Sở dĩ tôi giấu cô một phần sự thật là vì tôi tin việc này sẽ không gây ra bất cứ tổn thất nào về lợi ích của cô. Tinh Tinh, cô qua đây. Cô nhìn rõ vẻ mặt tự cho là mình đúng của đàn ông đi. Còn nữa, nếu sau này có chàng trai nào nói với cô cậu ta yêu cô từ cái nhìn đầu tiên thì cô đừng tin. Đúng. Sau này bất kỳ cô gái nào nói với tôi câu yêu từ cái nhìn đầu tiên tôi cũng không tin nữa. Em đã kết hôn với chị rồi, em còn muốn nghe cô gái nào nói với em câu yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa? Đợi đã. Chẳng phải hai người nên trao đổi lại, hiểu lầm về dự án phát triển sao? Sao lại nói đến yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi? Yêu từ cái nhìn đầu tiên quan trọng sao? Quan trọng. Giám đốc Tiểu Kim, giám đốc Tiểu Kim, chị bớt giận đi. Giám đốc Tiểu Kim, chị. Cậu bị làm sao thế hả? Nếu mình là giám đốc Tiểu Kim, mình cũng bị cậu làm tức chết. Mình không muốn cãi nhau với cô ấy. Cô ấy thương cậu đấy. Để giúp cậu dụ hai tên ngố nhà họ Cố vào bẫy, nên cố tình đẩy mạnh dự án. Biết điều chút đi. Cô Kim, tôi sẽ không ký đơn ly hôn đâu. Tôi kết hôn với cô không phải để ly hôn, không phải để ly hôn mà để tranh giành gia tài. Có chuyện quái đản gì tới cô Kim, cô mở cửa ra đi. Chúng ta cần phải nói lại chuyện này. Tôi tự nhận cả sự việc. Cô Kim, chị là bạn cùng phòng của em. Chị không có tên à? Tôi gọi cô là cô Kim bởi vì cô gọi tôi là bạn Cố trước. Để thể hiện sự tôn trọng, tôi chỉ có thể gọi cô là cô Kim. Em tôn trọng chị. Và ngày đầu tiên quen nhau, em đã qua đêm ở nhà chị. Tôi qua đêm ở nhà cô là vì lúc đó cô nói cô rất lạnh, vừa ói vừa khóc vừa la. Trong tình hình đó tôi có thể bỏ mặc cô ở một mình sao? Tôi chăm sóc cho cô cả đêm cô quên hết rồi sao? Còn có chuyện này à? Vậy trước đó thì sao? Sao lại về nhà với chị? Chắc chắn là em mê muội sắc đẹp, có ý đồ xấu với chị. Tôi mê muội sắc đẹp của cô. Tôi có ý đồ xấu. Cô quên lúc đó cô đã làm gì với tôi sao? Chị làm gì? Thế này. Sau đó.
Sau đó chị biết rồi, Cố Tùng Bắc. Hôm đó là em đổi lon Iceland Ice Tea của chị thành rượu, có đúng không? Đổi thành rượu? Chị còn thắc mắc, rõ ràng chị gọi trà mà sao lại thành rượu được? Em đúng là vì lợi dụng chị mà làm tất cả mọi thứ. Tuy tôi thực sự cố tình cố ý tiếp cận cô, nhưng mà Lon's Island Ice Tea là rượu, không phải là trà. Không tin à? Tự xem đi, xem đi. Thì sao chứ? Thì Lon's Island Ice Tea không phải là trà mà là rượu, nên em vì một ly Lon's Island Ice Tea mà quát chị. Tôi... Lon Iceland Ice Tea thật sự là trà, không phải rượu. Quan trọng không? Lon Island Ice Tea là rượu hay không không quan trọng. Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi... Tối nay chị ngủ ở phòng em. Hãy đón xem tập tiếp theo nhé. Dùng tình yêu dựng nên bầu trời bé nhỏ cho em, tập 12. Lord Iceland Ice Tea là rượu thật à? Chút kiến thức cơ bản mà mình cũng không biết, xấu hổ quá đi. Sao lạnh thế này? Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi... Tối nay chị ngủ ở phòng em. Tự dưng cô nằm trong phòng của tôi là muốn làm gì? Chị ngủ phòng của em, em ngủ phòng của chị là được rồi còn gì. Tôi không đi. Có phải cô đang nghĩ trò trêu tôi không? Tốt nhất là cô mau về phòng của mình đi. Nếu không tôi... Xin lỗi nhé, lúc nãy tôi không nên thảo luận với cô. Lon Iceland Ice Tea có phải trà hay không? Tôi và cô... Em ở phòng chị làm gì? Đây là phòng tôi. Bây giờ chị không lạnh nữa, giường cũng ấm rồi, em sang phòng của chị ngủ đi. Điều hòa của phòng chị bị hỏng rồi. Kim Dung Dung, cô bị điên à? Em cứ xem như là chị bị điên đi. Ra ngoài. Chỉnh điều hòa đến 26 độ giúp chị. Đừng nhờn với chị.
nên tác dụng của mình là làm ấm dương. Lúc trước cô còn ăn kem sao? Lúc trước đáng yêu hơn nhiều. Tôi không đổi phòng với cô nữa đâu. Cố Tùng Bắc, em qua đây đi, chị khó chịu quá. Tôi qua ngay đây. Thế nào, sửa xong chưa vậy? Chắc là hệ thống không chạy nữa rồi, chắc bị hỏng rồi. Làm sao đây? Hôm nay có ai đến sửa được không? Ngày mai tìm thợ đến sửa. Không được, ngôi nhà này lạnh quá. Nếu hôm nay thấy lạnh thì đắp thêm một lớp chăn nữa, chị lạnh chết mất. Hay là chị đến khách sạn vậy? Trong khách sạn chắc sẽ ổn. Cô Kim, cô Kim à, cô sao vậy? Cô không sao chứ? Sao đột nhiên lại hỏng vậy? Lúc sáng nay vẫn bình thường mà. Bị sao thế này? Cô Kim à, cô Kim nhìn tôi này. Hít thở sâu, hít thở sâu. Thử nhé. Hít thở sâu vào. Không được, cô thấy sao? Chị vẫn thấy rất lạnh. Cô Kim, chị lạnh quá, chị lạnh quá. Chắc chắn là có người cố ý làm hỏng. Ăn đi. Cảm ơn em vì chuyện tối qua. Chỉ đúng là hơi khắt khe với nhiệt độ, nhưng chuyện đó vẫn là Dung Dung. Em gọi chị là gì? Dung Dung. Sam không gọi chị là cô Kim nữa. Cô không thích tôi gọi cô là cô Kim, nên bắt đầu từ hôm nay tôi gọi cô là Dung Dung, được không? Sao cũng được, chỉ là xưng hô thôi mà. Kết hôn với cô
vốn không nằm trong kế hoạch của tôi. Đúng là tôi đã lợi dụng cô. Xin lỗi. Nhưng từ khi tôi đồng ý kết hôn với cô, tôi rất nghiêm túc. Còn nữa, tôi đã nói từ đầu, một khi tôi kết hôn thì sao không muốn ly hôn? Dung Dung, em cũng muốn cùng chị sống tốt những ngày về sau. Chị suy nghĩ thử. Còn phải suy nghĩ sao? Dung Dung, chị đừng suy nghĩ nữa. Dung Dung, nếu chị không tin, em có thể dùng cách của chị. Chúng ta ký hợp đồng. Dung Dung, một bản hợp đồng không được thì hai bản cũng được. Dung Dung, Dung Dung, chị nói rồi, chị sẽ suy nghĩ kỹ. Đợi đã. Hóa ra là muốn nụ hôn chào tạm biệt. Tối gặp lại. Xin chào trợ lý Khâu, tôi là Cố Tùng Bắc. Chủ tịch, con đảm bảo tính chân thật của những tài liệu này. Cố Tùng Bắc trăm mưu nghìn kế là để tiếp cận Dung Dung. Tề thân à, nếu con đặt tâm tư của con vào dự án, bố tin rằng con sẽ không để đến giây phút cuối cùng cũng không phát hiện ra vấn đề của mảnh đất đó. Chủ tịch, Tiểu Bắc tiếp cận Dung Dung đúng là có mục đích, nhưng cõi không làm điều gì hại đến nhà họ Kim. Chuyện của người trẻ thì con hiểu đó. Một vài lời nói, vài bức ảnh không nói lên được điều gì. Nếu hai đứa nó đã kết hôn với nhau thì cứ để hai đứa nó tự giải quyết vấn đề. Con là anh của hai đứa nó, phải biết thông cảm. Chào Tiểu Bắc. Dù mình có suy nghĩ cho công ty đến thế nào, suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài. Chủ tiệm, cô đến rồi à? Chẳng phải đã nói rồi sao, đừng gọi tôi là chủ tiệm. Phó giám đốc Kim, Phó giám đốc Kim, sao anh uống nhiều thế? Mỗi lần tôi gặp cô, tôi đều rất xui xẻo. Vậy tôi biến. Phó giám đốc Kim, Phó giám đốc Kim, chủ tiệm, cô đi à? Đã bảo đừng gọi tôi là chủ tiệm mà. Anh nói 5 năm trước Dung Dung bị nhốt trong xe đông lạnh, còn là xe đông lạnh chở kem, nơi bây giờ cô ấy mới nhạy cảm với nhiệt độ à? Chuyện này là do có người gây nên sao? Giám đốc Tiểu Kim của chúng tôi không muốn nhắc lại việc này,
Bạn Cố, cậu hãy hứa với tôi, đừng nói với cô ấy là tôi nói cho cậu nhé. Giám đốc Tiểu Kim nói chuyện này hoàn toàn là sự cố. Lúc đó cô ấy muốn cứu một chú mèo nên đã vào xe đông lạnh, không ngờ lại bị nhốt vào trong đó. Lúc đó hệ thống làm lạnh của xe đông lạnh đột nhiên khởi động. Nếu không phải phó giám đốc Kim kịp thời tìm được cô ấy thì hậu quả không dám nghĩ tới. Giám đốc Tiểu Kim không muốn nhớ lại chuyện này nên sau đó cũng mặc kệ luôn. Hãy đón xem tập tiếp theo nhé. Quyến rũ là một việc mắc ói, đòi hỏi kỹ thuật cao, tập 13. Phó giám đốc Kim, anh ráng chịu đựng thêm một chút nữa. Tập đoàn Kim Triều. Phó giám đốc Kim, sao anh nặng thế? Giày anh đâu? Lớn thế này rồi mà còn làm mất giày. Phó giám đốc Kim, phó giám đốc Kim, phó giám đốc Kim, anh không sao chứ? Phó giám đốc Kim. Vẫn ổn chứ? Cô, sao cô vẫn ở đây? Tôi, đừng nhờn với chị. Hay là chăm sóc cho phó giám đốc Kim trước vậy, xem như lấy công chuộc tội. Người đâu rồi? Lẽ nào đi rồi? Phó giám đốc Kim, phó giám đốc Kim, sao anh lại ở đây? Phó giám đốc Kim, nào, chúng ta ra ngoài nhé. Nào, đi thôi. Được rồi, thế tôi ngồi với anh một lát nhé. Đừng khóc nữa. Ổn cả rồi. Ổn cả rồi, ổn cả rồi. Đừng khóc nữa. Ổn cả rồi. Ổn cả rồi. Được rồi, được rồi.
Sao cô ấy lại? Lương Tinh Tinh, Lương Tinh Tinh. Bố, nay con không đi làm. Lương Tinh Tinh, dậy đi, dậy đi. Bố. Phó giám đốc Kim, nếu bố muốn chơi cờ thì chơi với nhóm chú Trần ấy. Chú Trần ngày nào cũng trông cháu, làm gì có thời gian chơi cờ với bố. Đúng lúc con có chuyện muốn nói với bố. Tuy gia tài nhà họ Kim, con sẽ không cho người ngoài một xu, cũng không gần gũi gì với Kim Tây Thần, nhưng có thể thấy anh ta đã dốc hết sức mình cho công ty. Hay là giao phòng sự nghiệp cho anh ta? Được thôi. Hay là chúng ta làm một giao dịch, vấn đề công ty giao cho con quyết định, còn việc con cái sao lại nữa rồi. Chúng ta gọi pháp vụ của công ty đến đây, viết một bản hợp đồng bổ sung cuối cùng. Chỉ cần con sinh cho bố một đứa cháu mập mạp thì chuyện ở công ty dù lớn hay nhỏ đều do con quyết định. Thế bố và mẹ của Kim Tây Thần cố lên, tự sinh mà chia sẻ cuộc sống. Nếu có sinh ra thật thì đó là em trai ruột con, phải chia tài sản đi. Thế thì không được. Hôn nhân bá đạo, mưu tính từ lâu, sao mà ghế sofa nhà người ta dễ té ngã thế? Mà sofa nhà mình chẳng có tác dụng gì cả. Mình nói với cô ấy về chuyện 5 năm trước kiểu gì đây? Còn có tư thế này à? Dung Dung, có việc này em muốn nói với chị. Việc gì thế? Chính là cơ hội té ngã trên sofa đây mà. Đợi đã em. Chị đói rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói nha. Em kéo chị dậy đi, chân chị tê rồi. Được. Chính là lúc này. Xuống đây đi nào. Dung Dung, Dung Dung. Có chuyện này em muốn nói với chị. Đợi đã. Chị đói rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói nhé. Em kéo chị dậy đi, chị tay chân rồi. Được. Em kéo chị đứng lên nhanh thế làm gì? Chị chưa ngã mà, chân chị vẫn còn tê. Ồ cái gì? Em làm gì vậy? Em ôm chị làm gì? Em muốn nói về kế hoạch của chị bị em làm rối hết rồi. Tránh ra. Chuyện gì thế này? Chẳng phải chị đói rồi sao? Cuối cùng cũng cứu được mấy em rồi. Phó giám đốc Kim, cô đến tìm tôi à? Không phải. Cũng phải. Tôi đến trả cái này cho anh. Đây chẳng phải chậu kiển bị vỡ lần trước sao? Tôi đã vứt rồi mà. Tôi nhặt nó về, cứu sống nó rồi mới dám mang qua cho anh. Anh nhìn đi, bây giờ nó sống tốt lắm. Chậu kiển đã bị vứt vào thùng rác rồi mà cô còn nhặt về làm gì? Ban đầu tôi muốn đền cho anh một chậu mới, nhưng tôi thấy chắc anh vẫn thích chậu cũ hơn, nên tóm lại tôi thấy nó không nên bị vứt bỏ. Đúng,
nó không nên bị vứt bỏ. Phó giám đốc Kim, thế tôi ra ngoài trước nhé. Phó giám đốc Kim, quế trúc thân vàng thích nước và ánh nắng, anh nhớ đặt nó dưới ánh nắng thì nó sẽ mọc tốt hơn đấy, cố lên. Kiến thức lý thuyết của Khâu tỷ có đáng tin không vậy? Giám đốc Tiểu Kim, chẳng hạn như quả quýt này, cô phải lột nó từng chút một, thì hương thơm của nó mới có thể dần lan tỏa. Giống như đàn ông vậy, cô phải từng chút, từ từ lột da của cậu ấy. Là làm con tim của cô ấy rung động. Muộn thế nào rồi mà chị còn mặc như thế à? Cuối tuần chị phải tham gia một sự kiện. Cosplay à? Tiệc rượu. Tiệc rượu thì phải nhảy. Em có thể tập nhảy cùng chị không? Nhưng gần đây em đâu nghe Khâu tỷ nói chị phải tham gia buổi tiệc nào. Anh ta không cần biết hết lịch trình của chị. Tiệc rượu riêng tư à? Tiệc rượu riêng tư? Là tiệc rượu riêng tư gì mà phải đứng sát bạn nhảy như thế này? Thì là để phát sinh quan hệ sinh sản gần gũi hơn với đối tác thôi. Quan hệ sinh sản, chẳng hạn như khai phá đạo đức, trồng cây, nuôi mầm. Sau đó thì sao? Sau đó đợi đến ngày ra hoa kết trái thì sao? Thì lột bé nhỏ ngọt ngào như... Chị sao thế? Chị nghe lời thoại của mình mà thấy buồn nôn. Hãy đón xem tập tiếp theo nhé. Lột bé nhỏ ngọt ngào gì thế? Lột quýt, chị muốn lột quýt tập 14. Giám đốc Tiểu Kim, chiêu lãng mạn thế mà chị cũng nghĩ ra được. Chị lợi hại quá đi. Chuyện của tôi và em họ của cô là vậy đấy. Nên theo cô, tại sao cõi lại từ chối tôi? Giám đốc Tiểu Kim, em chưa yêu bao giờ, cũng chưa từng gặp chuyện như thế này, nên em cũng không biết. Thật ra tôi đoán là thế này. Chị đoán thế nào? Theo cô, Cố Tùng Bắc có phải không thích con gái không? Không thể nào, cậu chắc chắn thích con gái. Tại sao? Em không nói được. Có gì mà không nói được? Em sợ nói ra sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của hai người. Cô mà không nói thì tình cảm giữa hai chúng tôi sẽ càng tệ hơn nữa. Nếu cô nói ra thì tăng thêm 2.000 nghỉ phép hàng năm, tăng một cấp bậc cho cô. Tăng cho cô tham gia dự án phố Ngũ Phiên. Lúc cô ấy 17 tuổi, rất thích một cô gái và xác định cô ấy sẽ là đối tượng kết hôn trong tương lai. 17 tuổi,
đã xác định đối tượng kết hôn. Vì hôm đó sau khi cậu ấy gọi điện cho em thì liền xảy ra sự cố, nên em nhớ rất rõ. Giám đốc Tiểu Kim, giám đốc Tiểu Kim. Được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn nhé. Giám đốc Tiểu Kim, đừng nhờn với chị. Tiêu rồi, không lẽ mình lại gây rắc rối rồi sao? Lương Tinh Tinh, thông tin cá nhân. Cô gái mắc áo, Đại học Hải Thành năm 2019, cô gái mắc áo. Áo quần tiếng hát học sinh trường Trung học Phổ thông Hướng Dương năm 2015. Trường Trung học Phổ thông Hướng Dương, cố Tùng Bắc là em họ của cô ấy. Thầy Kim, tại sao trả lại bản thảo thiết kế của tôi? Này cậu, cậu có thể không đến đại học hành đàng hoàng, nhưng mong cậu đừng làm phiền học sinh khác. Cố Tùng Bắc. Hóa ra là cậu. Hữu Dũng, điều tra giúp tôi. Cố Tùng Bắc có phải là học sinh trường Trung học Phổ thông Hướng Dương hay không? Tôi bảo này, lột được quýt chưa? Thấy sao? Cách tôi nói có hiệu quả không? Anh nghĩ xem. Chưa lột được quýt cũng không sao, tôi có rất nhiều cách để lột quýt. Chẳng hạn như quả quýt này, cô có thể lột vỏ một cách vô cùng nhẹ nhàng, cũng có thể lột vỏ nó một cách bạo lực như thế này, thấy chưa? Cũng có thể... Anh mà nhắc đến trước mặt tôi một lần nữa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không tức giận, không tức giận. 17 tuổi mà, ai là không có mối tình đầu chứ. Em đi đánh răng rửa mặt trước. Đánh răng rửa mặt xong thì có việc quan trọng muốn nói với chị. Cậu ấy còn cười nữa. Không nhận ra mình đang tức giận hay sao? Cố Tùng Bắc, sao không chịu sinh con với chị? Không phải chứ. Chuyện này cần có bầu không khí. Ai lại nói thẳng thừng trên phố là muốn sinh con chứ? Bầu không khí, chị đã cố gắng tạo bầu không khí rồi, nhưng em vẫn từ chối chị mà. Là chị tự mắc ói vì lời thoại của chị rồi bỏ chạy. Tất cả đều là ngụy biện. Bây giờ chị biết lý do rồi. Em chỉ không muốn sinh con với chị thôi. Em có một đối tượng kết hôn đã xác định từ năm 17 tuổi. Đối tượng kết hôn gì cơ? Em còn giả vờ với chị à? Chị biết hết rồi. Lúc 17 tuổi em đã thích một cô gái. Cô ấy mới là người em muốn cưới. Nếu đã vậy, sao em lại kết hôn với chị? Còn nói là thật lòng, em không thật lòng với ai. Đối tượng kết hôn mà em xác định là ai? Sao em lại không biết? Sao chị biết được? Có lẽ là bạn học hàng xóm Thanh Mai Trúc Mã. Tâm tư của mấy cậu con trai như em, ai mà đoán được. Đối tượng kết hôn mà em xác định, sao em lại không biết? Em biết, thế em nói đi, là ai? Em nói cho chị biết đi. Xem kìa, em không dám nói tên chứ gì. Chị biết ngay là em không dám nói với chị. Kim Dung Dung. Em thả chị xuống. Chị thật sự xem em. Cố Tùng Bắc, rõ ràng em người khác. Cậu muốn nói gì nữa không?
Kim Dung Dung, người em thích là chị. Chỉ có chị thôi, không có ai khác. Tin em chưa? Không tin. Chị vẫn không hiểu tại sao lúc trước em lại từ chối chị. Chị nói thẳng như thế, em trả lời kiểu gì đây? Có lẽ lột quýt. Lột quýt không quan trọng, xuống đi. Ăn quýt đi, ăn quýt đi. Cảm ơn Tinh Tinh, cảm ơn. Ăn quýt này, cảm ơn. Ngọt quá, ngọt, ngon đó. Đây là vườn quýt nhà của tôi. Quýt trong vườn kế nhà tôi. Tôi đã nói với mọi người đừng ăn quýt trong công ty, tuyệt đối đừng để giám đốc Tiểu Kim nhìn thấy. Chào giám đốc Tiểu Kim, giám đốc Tiểu Kim, ăn quýt đi. Giám đốc Tiểu Kim không ăn quýt đâu. Quýt ngọt như thế, sao tôi lại không thích? Quýt lột được rồi. Không lột quýt thì ăn kiểu gì? Con nít thì hiểu cái gì? Hãy đón xem tập tiếp theo nhé. Những năm tháng bị lãng quên trong ảnh, tập 15. Chào buổi sáng, giám đốc Tiểu Kim, chào. Cái này tôi mua ở quán cà phê lầu dưới, đáng yêu không? Đáng yêu quá, tôi cũng muốn mua. Nhẫn cưới của cô đẹp quá. Đẹp đúng không? Tôi và ông xã cùng đi chọn đấy. Hai người đang nói chuyện gì thế? Kẹo móng mèo. Đáng yêu không? Giám đốc Tiểu Kim tặng cho cô này. Không cần đâu, cảm ơn. Hai người ăn đi. Được thôi, chúng tôi đi trước nhé. Bye bye, bye bye. Nhẫn cưới mình cũng muốn. Sao em lại đến đây? Hôm nay không có tiết học ở trường, em làm bài tập xong trước rồi nên đến đón chị. Đúng lúc chị làm việc xong rồi, đi về nhà. Đợi đã, em có cái này cho chị. Cái gì thế? Đưa tay ra đây. Lẽ nào em ấy đưa nhẫn cho mình? Nhắm mắt lại. Không được nhìn lén nhé. Kẹo móng mèo. Thích không? Lúc em tan học, có kéo qua tiệm của Lương Tinh Tinh. Còn cái cuối cùng thôi, nên em đã giành lấy nó. Em biết chị nhất định sẽ thích. Thế chị phải cất nó thật kỹ. Cũng cất chị thật kỹ. Đi thôi. Muốn ăn gì? Muốn ăn món em làm? Được. Đừng nhờn với chị. Nào, nếm thử xem. Cẩn thận nóng đấy. Siêu ngon.
Dung Dung, đột nhiên em nghĩ đến một câu đố mẹo. Một con tiểu bạch cộng thêm một con tiểu bạch bằng gì? Tiểu bạch gì cơ? Màu trắng đó. Chị nhìn em này. Một con tiểu bạch cộng thêm một con tiểu bạch thì bằng gì? Hai con tiểu bạch. Bằng con thỏ trắng đó. Em kể chị nghe câu chuyện cười nhạt thế à? Nhạt đâu, chị nhìn lại em xem. Hai con tiểu bạch. Tiểu Bắc, lúc trước chúng ta có phải từng gặp con thỏ trắng? Chị xem con thỏ trắng nè. Cái này là gì? Nhẫn cưới. Đúng rồi. Chị cũng có sao? Chị không có thì ai có? Em để trong phòng ngủ, dễ phát hiện ra lắm. Em chuẩn bị khi nào thế? Không đồng ý kết hôn với chị làm đã chuẩn bị rồi. Chỉ là sau đó không tặng được nên không còn cơ hội nữa. Đẹp lắm. Bây giờ chị tin em yêu chị từ cái nhìn đầu tiên rồi. Chị quyến rũ quá mà. Đúng, chị quyến rũ nhất. Súp. Lại viết luận văn à? Dung Dung, chúng ta mua một cái tủ lạnh nhé. Cũng không phải bữa nào cũng ăn ở nhà. Không cần phải mua đâu. Em biết, bởi vì 5 năm trước chị bị nhốt trong xe đông lạnh nên mới thành ra thế này. Em mong chị có thể không tiện nói với em đúng không? Đó chỉ là sự cố thôi. Nhưng sau sự việc đó, chị vô cùng nhạy cảm với nhiệt độ. Bây giờ đến tủ lạnh chị cũng không chịu được. Em không muốn chị như thế. Ý của em là chị không được bình thường chứ gì? Tất nhiên là em không có ý đó. Em chỉ sợ có một ngày lỡ như là xảy ra chuyện như thế, em không ở bên cạnh chị thì làm sao? Thế thì sau này em hãy cố gắng luôn ở bên cạnh chị, được không? Anh nói hôm Dung Dung gặp chuyện đã đến trường tôi. Trường cậu? Không lẽ cậu cũng học trường trung học phổ thông Hướng Dương sao? Đúng vậy. Tuy trong năm lớp 12 tôi rất hiếm khi đến trường, nhưng mà tôi đúng là học sinh của trường trung học phổ thông Hướng Dương. Thế thì trùng hợp quá. Phó giám đốc Kim cũng từng làm giáo viên ở trường đó nửa năm. Phó giám đốc Kim? Đúng rồi. Kim Tây Thần, phó giám đốc Kim. Tôi nói cho cậu nghe, Kim Tây Thần, phó giám đốc Kim là bạn học của giám đốc Tiểu Kim. Hai người quen nhau từ nhỏ. Sau đó mẹ của phó giám đốc Tiểu Kim gả vào nhà họ Kim. Tính tình của giám đốc Tiểu Kim cậu cũng biết đó, không nhịn được nên đã chạy đến trường tìm Kim Tây Thần. Ai ngờ là trùng hợp như thế. Chính vào hôm đó đã xảy ra chuyện đó. Anh còn nhớ hôm đó là ngày bao nhiêu không? Hình như là ngày cuối cùng của tháng 11. Giám đốc Kim vừa rời trường không lâu thì xảy ra chuyện. Bạn Cố, cậu có chắc là muốn điều tra chuyện này không? Nhất định phải điều tra. Tôi từng thấy vẻ mặt sợ hãi của chị ấy. Lúc đó, chị ấy nhất định rất tuyệt vọng. Nếu là như thế, thì tôi nói với cậu thêm vài điều. Tây Thần, lần này không phải là tôi bắn tiếng đe dọa. Tên Cố Tùng Bắc này thực sự muốn điều tra vụ năm đó giám đốc Tiểu Kim bị bắt cóc. Cậu ta muốn điều tra thì điều tra, cậu lo cái gì? Thì là năm đó tôi lén bày trò để giám đốc Tiểu Kim chấp nhận việc cậu vào nhà họ Kim mà.
cậu lại nói vớ va vớ vẩn. Đúng đúng. Tôi nói lung tung. Nhưng nếu Cố Tùng bắt, thật sự muốn điều tra, lỡ tìm được manh mối gì thì sao? Cậu nói xem, nếu như nhà họ Kim biết được Cố Tùng Bắc không chỉ cố ý tiếp cận Dung Dung, mà cậu ta còn là người bắt cóc Dung Dung vào 5 năm trước, Chủ tịch Kim sẽ xử lý thế nào? Tôi hiểu rồi. Thầy Kim đang chuẩn bị bài à? Đúng vậy. Trong các giáo viên thực tập trường chúng ta, cậu là người xuất chúng nhất. Cậu cố lên, chắc sẽ được ở lại trường thôi. Cảm ơn thầy Trần. Cuộc thi thiết kế cấp thành phố là thầy Kim phụ trách nhỉ? Lớp chúng ta có một học sinh tên là Cố Tùng Bắc. Mẹ cậu ấy là tổng giám đốc của công ty kiến trúc Cố Thị, cũng là bạn cùng trường với chúng ta. Những năm qua cũng giúp đỡ trường rất nhiều. Cố Tùng Bắc tuy cứ xin nghỉ phép không đến học, nhưng cậu ấy rất có thiên phú về mặt thiết kế. Cuộc thi thiết kế cấp thành phố mong thầy Kim chăm sóc nhiều hơn. Thầy Kim, tại sao trả lại bản thảo thiết kế của tôi? Bạn à, thiết kế của cậu đã qua thời gian đăng ký rồi. Để công bằng cho các học sinh khác, tôi đành phải trả về. Đúng. Hạn nộp điểm danh là 12 giờ trưa. Đúng là tôi đã muộn nửa tiếng, nhưng là vì việc nhà nên tôi mới muộn. Thầy không thể thông cảm cho qua sao? Cho dù muộn một phút thì cũng là mất đi tư cách. Thế mới gọi là công bằng. Một học sinh còn không chịu nghiêm túc đi học như cậu, chỉ biết dựa vào quan hệ để lấy học bổng, đi du học. Một học sinh như cậu từ lúc sinh ra đã được nhiều ưu đãi hơn người khác rồi. Tại sao trong việc này cậu còn muốn được đãi ngộ đặc biệt chứ? Thầy Kim, tôi chấp nhận việc đánh mất tư cách tham gia cuộc thi, nhưng mà có một việc tôi nhất định phải đính chính. Tôi chưa từng dựa dẫm vào quan hệ, cũng chưa từng vì gia đình tôi mà nhận được đãi ngộ gì. Mong thầy hãy xóa bỏ thành kiến của mình. Hãy đón xem tập tiếp theo nhé. Hóa ra ta đã yêu nhau từ lâu, tập 16. Tiểu Bắc, em còn ở nhà không? Có, sao vậy? Em nhìn xem nhẫn cưới của chị có ở trên bàn không? Trong phòng ngủ đây. Phải là được rồi, chị quay lại lấy, đợi chị nhé. Ừ, phải chị về đi. Em đi theo dõi để chụp lén chị phải không? Thứ mà em muốn mời chị là cái này à? Lần sau gặp em sẽ trả tiền mua kem cho chị. Đây là nét chữ của mình mà. Sao lại như thế? Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, em sao vậy? Không sao, tìm thấy nhẫn cưới rồi. Nhẫn hơi rộng, lúc tắm chị sợ bị rơi nên đã tháo ra. Em không giận chứ? Không đâu. Dung Dung, chị còn nhớ bức ảnh này là ai đã chụp cho chị không? Là một chàng trai vào rất nhiều năm trước, sau đó gửi ảnh đến công ty. Chị thấy chụp cũng đẹp nên cứ để ở đó. Sao thế? Vậy chị còn nhớ cô ấy trông thế nào không? Tên là gì? Hình như khá giống em. Đùa em thôi. Chỉ là một học sinh cấp 3 thôi. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao chị nhớ rõ được? Nếu em thích bức ảnh này thì tặng em đó. Chị đến công ty trước nha. Chị đi đường chậm thôi. Học sinh cấp 3, đừng nhờn với chị. Tây Thần, qua đây ăn cháo.
dự án của mình phải làm sao đây? Lương Tinh Tinh, Phó Giám đốc Kim, sao anh lại đến đây? Tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để ăn thôi. Tôi có thể ngồi đây không? Được. Vậy anh ngồi đây đi, tôi đổi chỗ khác. Cô rất ghét tôi à? Không không, sao tôi có thể ghét anh chứ? Sao có thể chứ? Thật ra là vì giám đốc Tiểu Kim kết hôn với em họ của tôi. Anh và giám đốc Tiểu Kim lại là anh em. Thế thì chúng ta chẳng phải họ hàng sao? Tôi chỉ sợ. Sợ gì? Tôi sợ thực lực của tôi không được công nhận. Nếu đồng nghiệp biết tôi có quan hệ họ hàng với cấp trên sẽ càng xa lánh tôi. Anh cười cái gì? Tôi nghiêm túc lắm đấy. Anh ăn đi. Thật ra tôi và giám đốc Tiểu Kim không phải anh em ruột. Không phải anh em ruột. Nhưng anh cũng họ Kim mà. Đúng, tôi cũng họ Kim. Chúng tôi là bạn học cùng trường đại học. 5 năm trước, vào ngày 30 tháng 11, tôi nhận được một cuộc gọi. Mẹ, rõ ràng mẹ biết con thích Dung Dung, sao mẹ lại kết hôn với bố của cô ấy? Đầy thần à, con cũng biết rõ Dung Dung đã từ chối con rồi. Con luôn nói mình thiếu một cơ hội. Mẹ cũng chỉ nghĩ cho tương lai của con thôi. Thế Dung Dung sẽ nghĩ thế nào về con? Cả đời cô ấy cũng sẽ không chấp nhận con bước vào nhà họ Kim bằng cách này. Mẹ không được gả cho ông ấy. Thật ra thứ tôi thiếu không chỉ là một cơ hội, mà là cả cuộc đời. Tin lớn như thế lại bị mình nghe được. Vậy anh còn thích giám đốc Tiểu Kim không? Làm tôi hết hồn. Thế là được rồi. Nếu không thì câu chuyện quái gở lắm. Ngày nào hai người cũng gặp nhau ở công ty, phải nhọc lòng cỡ nào chứ? Thật ra lúc vừa vào công ty đúng là hơi nhọc lòng. Không phải nhọc lòng vì làm sao để đối mặt với giám đốc Tiểu Kim, chỉ là ngày nào tôi cũng lo. Nếu đồng nghiệp biết được tôi là con riêng, họ sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn tôi? Ban đầu còn định thể hiện bản lĩnh trong công ty, nhưng kết quả thì sao? Lại giống như bị trói cả tay chân, làm gì cũng thấy khó chịu. Phó giám đốc Kim, anh đừng bận tâm đến ánh mắt của người khác. Tôi thấy anh rất xuất sắc. Đúng, đừng bận tâm đến ánh mắt của người khác. Cô cũng rất xuất sắc. Tôi ư? Có thể có người biết tình hình thật sự của cô thì vẫn rất ngưỡng mộ cô. Dù sao thì có người nghĩ rằng xuất thân hơn người cũng là một thực lực. Tôi hiểu rồi. Lương Tinh Tinh, tôi vẫn luôn cho rằng không đi đường tắt, dựa vào sự cố gắng của bản thân rất tốt. Phó giám đốc Kim, tôi vẫn còn chút việc gấp. Tôi đi trước đây, cô ăn từ từ nhé. Tôi sau này tôi sẽ không đến làm phiền cô nữa. Phó giám đốc Kim, thực ra anh đang ở đây cũng không sao. Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, nếu bức ảnh này không phải mình chụp, tại sao phía sau lại có chữ của mình? Nhưng tại sao mình không nhớ được đã chụp bức ảnh này khi nào? Không lẽ bọn mình đã gặp nhau từ 5 năm trước? Chủ tiệm, cô đến rồi à? Đừng gọi tôi là chủ tiệm.
Tiểu Bắc, cậu tìm mình vội thế có việc gì không? Cậu còn nhớ chuyện mình rời khỏi nhà họ Cố vào 5 năm trước không? 5 năm trước. Hôm đó là ngày sản nghiệp nhà họ Cố bị bán, cậu cãi nhau với hai người anh rồi rời khỏi nhà Cố. Sau đó cậu còn đến trường học. Mình đến trường học sao? Có đến. Mình còn nghe nói cậu cãi nhau với một giáo viên thực tập. Mình đã đến trường học. Sao thế? Tinh Tinh, cậu cùng mình đến một nơi. Có một chuyện mình muốn xác nhận với cậu. Đi, đi. Đi đâu cơ? Còn nói không phải chụp lén chị. Em chụp quang minh chính đại cơ mà. Lại nơi đây. Mình chắc chắn đã gặp chị ấy ở đây. Cậu dẫn mình đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Cậu nhìn bức ảnh này đi. Nhìn là biết ngay là giám đốc Tiểu Kim rồi. Đây là bức ảnh của cô ấy vào 5 năm trước. Mình nghĩ là mình đã chụp nó. Cậu không sao chứ? 5 năm trước cậu còn làm học sinh cấp 3, sao có thể chụp được giám đốc Tiểu Kim chứ? Mình chỉ nhớ 5 năm trước, sau khi mình tỉnh lại ở bệnh viện, dì đã đón mình đến nhà cậu. Nhưng mình hoàn toàn không nhớ được sau khi rời khỏi nhà họ Cố đã xảy ra chuyện gì, nên bây giờ mình muốn xác nhận với cậu. Cậu có nhớ hôm mình từ nhà họ Cố đến trường là ngày bao nhiêu không? Nên cậu lặn lội đường xa dẫn mình đến đây chỉ vì điều này sao? Chuyện nhỏ nhặt thế này có thể nói qua điện thoại mà anh hai. Mình còn phải đi làm nữa. Chị, mau nói cho em biết hôm đó là ngày bao nhiêu. Xin chị đó, chị mau nhớ lại đi. Ngày 30 tháng 11. Cậu, chắc thế sao? Tất nhiên rồi. Hôm đó, mình đã dốc hết dũng khí tỏ tình với lớp trưởng mà mình đã yêu thầm từ lâu. Cậu ấy không những từ chối của mình mà còn dùng 4 lý do tàn khốc để từ chối mình. Cả đời này mình cũng không quên được. Yes. Yes, hay lắm, hay lắm. Cậu bị làm sao thế? Cậu xem ngày chụp nè. Ngày 30 tháng 11 chính là ngày mình rời khỏi nhà họ Cố. Dung Dung có đến gần trường của mình là mình chụp cho chị ấy bức ảnh này. Bọn mình đã gặp nhau vào ngày này. Ngày 30 tháng 11. Trùng hợp thế sao? Đúng vậy. Dung Dung có ở công ty không? Có. Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé. Cậu hẹn với lão Kim đi. Mấy hôm nay tôi sẽ dẫn Tiểu Bắc về. Vâng, tôi biết rồi. Nhưng có một việc tôi phải báo cáo với cô. Gần đây bạn Tiểu Cố có tìm tôi. Cậu ấy muốn điều tra việc xảy ra vào 5 năm trước. Sao cậu ấy vẫn... Dung Dung. Sao đột nhiên em... Đột nhiên em bị sao thế? Em muốn nói ngay với chị. Chúng ta đã gặp nhau từ 5 năm trước. Lúc đó em đã yêu chị. Từ cái nhìn đầu tiên.
Hãy đón xem tập tiếp theo. Lần này chúng ta đừng buông tay ra nữa, tập 17. Em tự dưng bị sao thế? Em muốn lập tức nói với chị. Chúng ta đã gặp nhau từ 5 năm trước. Lúc đó em đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên. Giám đốc Tiểu Kim, cuộc họp về yêu cầu dự án sắp bắt đầu rồi. Chị cho em xin 10 phút có được không? 5 phút nữa cũng được. Giám đốc Kim, cả phòng phát triển sự nghiệp đều đang đợi em. Tiểu Bác à, cuộc họp này rất là quan trọng, em đợi chị một lát được không? Phải, em đợi chị ở quán cà phê của Tinh Tinh, lát nữa chị tới. Đi thôi. Đừng nhờn với chị. Chẳng phải anh nói đến họp sao? Xin lỗi, anh đã dời cuộc họp lại nửa tiếng. Anh có một số thứ quan trọng hơn muốn cho em xem. Anh không tiện nói những bức ảnh này đến từ đâu, nhưng có một điều có thể chắc chắn. Cố Tùng Bắc cố ý tiếp cận em với ý đồ khác. Cậu ta nghe ngóng được em sẽ xuất hiện ở đó, nên lấy lý do đi hát để ở lại đó, thừa cơ tiếp cận em. Tôi và Cố Tùng Bắc gặp nhau như thế nào, tôi biết rõ hơn anh. Những thứ mà anh nói, cậu ấy cũng chưa từng giấu tôi. Nhưng dù sao, những bức ảnh này chụp khá đẹp đấy. Tôi sẽ giữ lại chúng. Anh biết, chỉ có thế này thì em sẽ không tin. Nhưng em có từng nghĩ, nếu Cố Tùng Bắc đã có ý đồ tiếp cận em từ 5 năm trước. Kim Tây Thần, anh vừa phải thôi. 5 năm trước, cậu ấy vẫn là học sinh cấp 3. Tiếp cận tôi kiểu gì, em còn nhớ. Hôm đó em đến trường tìm anh, thấy anh và một học sinh đang tranh cãi không? Cậu học sinh đó chính là Cố Tùng Bắc. Từ lúc sinh ra, các cậu đã nhận được nhiều ưu đãi hơn người khác rồi. Tại sao đến chuyện này, cậu cũng muốn được ưu đãi đặc biệt chứ, thầy Kim? Em chưa từng dựa dẫm vào mối quan hệ nào cả, cũng chưa vì bối cảnh gia đình mà nhận được bất kỳ sự ưu đãi nào. Mong thầy hãy xóa bỏ thành kiến của mình. Xin lỗi. Không sao. Kim Tây Thần, Dung Dung, sao cậu lại đến đây? Rõ ràng cậu đã hứa với tôi sẽ ngăn cản mẹ cậu gả vào nhà họ Kim. Bây giờ thì sao? Chốt ngay luôn rồi. Sao chứ? Cậu muốn làm anh em với tôi phải không? Nếu cậu có thể chấp nhận tôi, thì tôi sẽ có dũng khí dốc sức ngăn cản việc làm anh em với cậu. Kim Tây Thần, tại sao tôi phải lựa chọn giữa việc làm anh em với cậu và chấp nhận cậu chứ? Tôi nói rõ với cậu một lần nữa, chúng ta chỉ là bạn học thôi. Đúng, chỉ là bạn học. Cậu là tiểu thư của tập đoàn, phó giám đốc công ty. Tôi chỉ là giáo viên thực tập. Dù chúng ta có quan hệ gì thì cậu cũng sẽ xem thường tôi. Vậy cậu hãy cho tôi một lý do để tôi không xem thường cậu đi. Đừng giả vờ nữa. Cậu hiểu rõ bản thân cậu hơn tôi. Năm đó em vừa bước vào công ty, nếu anh nhớ không nhầm, dự án đầu tiên mà em tiếp quản chính là thu mua sản nghiệp của nhà họ Cố. Cũng chính là hôm đó, Cố Tùng Bắc về trường gặp được em đang đến tìm anh. Sau khi biết thân phận của em, cậu ta đã theo dõi em ra khỏi trường học. Bây giờ nghĩ lại, dù là 5 năm trước hay 5 năm sau, cậu ta đều có thể dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận em, để bảo vệ tài sản của mẹ mình. Kim Tây Thần, anh có thôi đi không? Nếu em chịu điều tra, thì những gì anh nói đều có thể chứng thực.
Sao vẫn chưa đến nhỉ? Dung Dung, cuối cùng chị cũng tan làm rồi. Mau, qua đây ngồi đi. Ngồi đi. Chị nhìn bức ảnh này đi. Đây là bức ảnh vào 5 năm trước, Tiểu Bắc. Đây là ảnh mềm chụp cho chị. Chị nhìn dòng chữ này đi. Đây là nét chữ của em. Tiểu Bắc, chị hơi đói rồi. Hay là chúng ta đến chỗ khác ăn trước nhé. Chị nghe em nói hết trước đã. Chữ tiền này là một thói quen viết chữ trước giờ em không sửa được. Tuy rằng em không biết là nhân dịp gì mà em đã chụp bức ảnh này cho chị, nhưng em đã xác nhận với Tinh Tinh rồi. Hôm đó chính là ngày trên bức ảnh, ngày 30 tháng 11. Hóa ra chàng trai hôm đó thật sự là cậu ấy. Hôm đó có phải chị đã mua kem cho em không? Vậy nên em mới viết câu này cho chị. Chắc là thế. Thế chị còn nhớ hôm đó chúng ta gặp nhau như thế nào không? Tại sao chị lại mua kem cho em? Sau đó thì như thế nào? Tại sao? Em không thể nhớ được cuộc trò chuyện đó. 5 năm trôi qua rồi, chị cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ là một ngày ngẫu nhiên thôi. Chị nghĩ lại xem, hôm đó thật sự rất đặc biệt. Nhưng đối với chị, hôm đó là một ngày rất bình thường, không có gì đáng nhớ cả. Hôm đó thật sự rất quan trọng với em. Dung Dung, Tiểu Bắc, chúng ta đừng nhắc đến ngày đó nữa được không? Tiểu Bắc, chúng ta đừng nhắc đến ngày đó nữa được không? Em tưởng chị nghe được tin này sẽ vui như em. Xin lỗi, chị học cả buổi chiều nên hơi mệt. Công ty chỉ còn chút việc, em về nhà trước đi. Bức ảnh này, nếu là em chụp cho chị thì trả lại cho chị vẫn hơn. Sao lại là em chứ? Thứ mà em muốn mời chị ăn là cái này à? Đúng rồi, kem đó, ngon lắm. Chị muốn ăn gì, em mua cho chị. Thôi đi, em còn là học sinh. Chị là người lớn, để chị mua cho. 2 cây. Không được, đã nói là em mời thì phải để em trả tiền. Vả lại, con trai sao có thể để con gái trả tiền được. Cô chủ à, bao nhiêu tiền? 16 tỷ, đợi một lát. Thế nên mới nói, con nít thì đừng dành trả tiền với người lớn. Con nít? Năm sau là em 18 tuổi rồi. Thế này đi, tiền này xem như em mượn của chị, em nhất định sẽ trả lại cho chị, tùy em thôi. Đây. Thật đấy, em nói là trả thì nhất định sẽ trả. Em là đàn ông, đàn ông là nói được phải làm được. Được, đàn ông. Một học sinh cấp 3 ăn kem. Mình rốt cuộc có nên điều tra chuyện hôm đó hay không? Lỡ như thật sự liên quan đến Tiểu Bắc thì mình phải làm sao? Sao em vẫn ở đây?
Sao trong túi em lại có? Chị sợ lạnh như thế, em đương nhiên phải chuẩn bị sẵn rồi. Lỡ nhiệt độ hạ thấp đột ngột thì sao? Được rồi, thì em đi trước nhé. Sao ngày nào em cũng mang theo túi này thế? Trong đó có gì vậy? Không nói cho chị biết. Không nói cho chị biết. Không nói chị biết đâu. Tiểu Bắc, chúng ta đi thôi. Chẳng phải chị muốn đến công ty sao? Người khác nói thế nào cũng quan trọng. Chị chỉ tin vào cảm nhận của mình. Lúc trước em hỏi chị về chuyện 5 năm trước đúng không? Bây giờ chị sẽ nói cho em biết. 5 năm trước, chúng ta hãy đón xem tập tiếp theo nhé. Che ô cho em vì em một lần nữa bước vào vực thẳm, tập 18. Dạo này lạnh lắm. Chị nhớ mang khăn choàng và găng tay. Chú ý giữ ấm. Chị chỉ trên xe hoặc ở nhà. Sao lại lạnh được? Nhưng mà chị sợ lạnh mà. Tiểu Bắc, chuyện 5 năm trước, hay là em đừng điều tra nữa. Tuy việc này có chút ảnh hưởng đến chị, nhưng mà chị thật sự không bận tâm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện sợ lạnh, chị cũng sẽ dần dần khắc phục thôi. Đại, alo. Được, tôi biết rồi. Người nhà họ Cố à? Bảo em về nhà một chuyến. Không biết lại muốn làm gì đây. Cho dù hai anh em đó nói điều gì làm điều gì, chắc chắn cũng có mua đồ xấu. Em đừng để ý đến họ. Chị yên tâm đi, không sao đâu. Được rồi, cẩn thận nhé. Đừng nhờn với chị. Tìm tôi có việc gì? Tôi hơi khát. Rót ra ly rượu, không có việc gì. Thì tôi đi trước đây. Nếu bây giờ đi thì cậu sẽ hối hận đấy. Chẳng phải cậu rất muốn biết 5 năm trước Kim Chung Chung đã bị ai bắt cóc sao? Trong đây sẽ có thứ khiến cho cậu bất ngờ. Cậu mở ra xem cho kỹ đi. Xe đông lạnh lại ép. Các anh, rốt cuộc có ý gì? Chúng tôi có ý gì? Cố Tùng Bắc, cậu phải tự hỏi mình có ý gì chứ. Tôi luôn cho rằng sau khi cậu lớn lên mới học được cách dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Không ngờ lúc cấp 3 cậu đã biết rồi. Anh hai, anh nói nhiều với nó làm gì? Cố Tùng Bắc, xem những bức ảnh này cho kỹ. Đây chính là chiếc xe đông lạnh năm đó Kim Chung Chung bị nhốt vào. Cậu có mặt ở đó. Rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Năm ấy bố muốn bán công ty của mẹ cậu cho Kim Triều. Cậu không chịu nên đã cãi nhau một trận, rồi đi theo dõi bắt cóc Kim Chung Chung, nhốt quấy vào xe đông lạnh. Tôi và anh hai đều có mặt, tận mắt chứng kiến. Bao nhiêu năm rồi chúng tôi nể tình anh em nên không vạch trần cậu. Đến bây giờ nhà họ Kim vẫn nghĩ đây là sự cố. Làm gì có nhiều sự cố như thế.
không phải tôi. Không thể nào. Không thể nào. Không phải tôi. Tiểu Bắc, anh hai biết tình cảm của cậu và Kim Dung Dung rất tốt. Cậu không muốn phá hoại nhân duyên của hai người. Thế này đi, cậu tiến hành một vụ đổi chác với anh. Cậu trả lại cổ phần đã lấy đi, còn tôi sẽ trả cho cậu. Những chứng cứ trong tay tôi, thế thì Dung Dung sẽ không biết được 5 năm trước là cậu bắt cóc cô ấy. Không phải tôi, chính là cậu. Người phụ trách công ty trách nhiệm hữu hạn công trình kiến trúc Kim Triều. Sao thế giám đốc Tiểu Kim? Không sao. Khâu tỷ, anh giúp tôi đến nhà họ Cố tìm Tiểu Bắc. Tôi hơi lo lắng cho cậu ấy. Nhà họ Cố? Được, tôi biết rồi. Phó giám đốc Kim, thật ra chứng cứ trong tay của chúng ta cũng không đủ. Rốt cuộc có phải là cậu ta làm hay không, chúng tôi cũng không chắc chắn. Hơn nữa cậu ta cũng chẳng nhớ gì cả. Không sao. Thế là đủ rồi. Khâu tỷ, tìm được chưa? Chưa. Hai anh em nhà họ Cố nói bạn Cố đã đi từ lâu rồi. Anh đừng nghe họ nói vớ vẩn. Anh mau đi tìm tiếp đi. Lương Tinh Tinh, phó giám đốc Kim, sao anh vẫn chưa về? Sao cô vẫn chưa về? Bản dự án của tôi vẫn chưa làm xong. Nếu tôi không làm xong trước sáng mai thì tôi sẽ tiêu đời. Phố Ngũ Viên vẫn còn làm cái này sao? Chưa được thông qua à? Chỗ tôi có nhiều tài liệu hơn. Nếu cô không ngại, mang theo máy tính đến văn phòng tôi, tôi làm cùng cô. Thật sao? Thật. Mà lấy máy tính đi. Vâng. Phó giám đốc Kim, anh đúng là một người tốt. Anh tỏa ánh hào quang luôn đó. Thank you.
Nếu như có thể gặp cô sớm hơn, có lẽ tôi sẽ quay về tôi của trước đây. Tiểu Bắc, Cố Tùng Bắc, Tiểu Bắc, Tiểu Bắc, Cố Tùng Bắc, Sam vẫn chưa về nhà. Một mình em ở đây làm gì? Chị bị ướt rồi. Bây giờ em lo cho chị bị ướt mưa. Em không nghe điện thoại cũng không về nhà. Chị cũng sẽ rất lo cho em. Năm năm trước, chuyện gì bị bắt cóc có lẽ liên quan đến em. Em muốn tình trạng bản thân không làm tổn thương chị, nên em tìm đến đây. Nhưng em không thể nhớ ra gì cả, không thể chứng minh được gì cả, không thể chứng minh được gì cả. Em không thể chứng minh được gì cả, không thể chứng minh được. Em nhìn chị đi, Cô Tùng Bắc, em nhìn chị đi. Em không được nghe lời bất cứ ai đã nói với em, cũng không được nghi ngờ bản thân. Em theo chị về nhà. Chị biết rõ ngày đó xảy ra chuyện gì hơn bất cứ ai. Còn bonus, đừng rời đi nhé. Lớp trưởng, mình thích cậu. Tôi không thích cậu. Tôi có ba lý do không thích cậu. Thứ nhất, cậu sinh vào tháng 6, tôi tháng 9. Tôi không thích người lớn tuổi hơn. Thứ hai, cậu rất cao. Tôi không thích người cao hơn tôi. Thứ ba, tôi tuyệt đối sẽ không yêu sớm. Thứ tư, còn điều thứ tư nữa à? Tôi vừa nghĩ ra, nhà cậu rất giàu. Tôi không muốn bị người khác dị nghị. Nhà tôi cũng đâu giàu. Bạn ơi,
hãy đón xem tập kế tiếp. Cô Kim và bạn cũ, tập 19. Hôm đó chị đến trường em tìm Kim Tây Thần. Lúc đó thấy em đang cãi nhau với anh ta. Lúc em bước ra khỏi cửa, vô tình va vào chị. Đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vào ngày đó. Lần đầu tiên? Lẽ nào hôm đó chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần? Em nghe được cuộc trò chuyện giữa chị và Kim Tây Thần và nói là muốn nhắc nhở chị, nên đã theo chị ra khỏi trường. Bạn học nè. Sao lại là em? Đúng rồi. Sao lại là chị? Đừng nói là em theo dõi để chụp lén chị nhé. Em chụp lén chị? Không hề. Em chỉ muốn nhắc nhở chị. Em thấy dù người đó là anh đây hay là người mà chị sẽ kết hôn đều không ổn. Người đó, em tưởng chị và Kim Tây Thần. Thôi đi, bạn học. Học sinh không nên trốn học đâu. Mau về trường học đi. Chị này, em không tin. Trước đây chị chưa từng cúp học. Lúc đi học chị đúng là chưa cúp học bao giờ. Còn không đến trễ. Hôm nay là lần đầu tiên chị trốn làm. Em cũng là lần đầu tiên. Đi nhé. Bạn à, tặng em bó hoa. Cái này vốn chỉ là để tặng bố chị, nhưng hôm nay chị rất giận ông ấy. Tặng em đó. Đừng nhờn với chị. Hẹn gì lúc trước, khi nhận được hoa của chị. Em cảm thấy rất quen thuộc. Không ngờ từ nhỏ đến giờ chị tặng bao nhiêu lần hoa. Tặng đi tặng lại, rồi lại tặng cho em. Nên bức ảnh được chụp vào ngày đó. Không phải, trên đường chị đi làm thấy em và vài tên du côn. Nhà họ Cố mày nhiều tiền như thế mà trong túi mày chẳng có đồng nào. Thứ này trông có vẻ còn đáng vài đồng. Không ít tiền, cút ra. Đừng đụng vào đồ của tôi. Để xem ai dám đụng vào người của tôi. Cô là ai? Bố mày. Hơi mạnh tay rồi. Bạn ơi, đợi chị một lát nhé. Khâu tỷ, dẫn 10 anh em Hắc Phong Đường đến đây cho tôi. Hắc Phong Đường? Hắc Phong Đường gì cơ? Giám đốc Tiểu Kim, cô bị bắt cóc à? Nếu cô bị bắt cóc thì chớp mắt một cái. Hắc Phong Đường là gì? Đến Hắc Phong Đường mà cậu cũng không biết. Đuổi theo. Đứng lại, đứng lại. Đứng lại, lên xe, lên xe. Đứng lại. Đừng chạy. Mở lên. Đừng để tao gặp lại mày. Nhưng trên tay của chị đâu có hình xăm. Tất nhiên là chị không có được. Chỉ là trong tình huống đó, chị phải nâng khí thế của mình lên chứ. Hình dáng mua trong tiệm tạp hóa, 5 tệ một tấm. Vậy sau đó thì sao? Sau đó em mời chị ăn kem. Bức ảnh đó được chụp vào lúc đó.
Thật đấy. Em nói sẽ trả thì nhất định sẽ trả. Em là đàn ông. Đàn ông thì phải nói được làm được. Được, đàn ông. Học sinh cấp 3 thích ăn kem. Ăn kem có thể khiến tâm trạng tốt hơn. Chị không thấy thế sao? Chắc vậy. Còn nói không phải chụp lén gì. Em chụp quang minh chính đại mà. Vài hôm nữa em gửi ảnh cho chị. Chị đi làm đi. Chị tên gì? Chị họ Kim. Dân, cô Kim. Em họ Cố. Chị biết rồi, bạn Cố. Làm sao để gửi ảnh cho chị? Lầu 47 tòa nhà Nam Thiên. Uống trà gừng trước đi đã. Em cứ tưởng bị đinh đâm vào sọ nên đã quên đi chuyện của 5 năm trước. Lẽ nào chị không hề nghi ngờ chuyện hôm đó có thể do em gây ra sao? Rất có thể là lúc đó vì em phát hiện ra thân phận của chị nên đã bày mưu tính kế. Quá khứ từng xảy ra chuyện gì không quan trọng. Quan trọng là chị chắc chắn em sẽ không làm tổn thương chị. Quá khứ của em là gì không quan trọng. Quan trọng là em trong quá khứ có thể gặp được chị. Em rất xin lỗi vì đã quên mất ngày chúng ta gặp nhau vào lúc 17 tuổi. Nếu có thể quay về lúc đó, em nhất định sẽ nói ngay với chị rằng em thích chị. Em rất muốn lấp đầy 5 năm không có chị. Làm sao đây, Tây Thần? Cậu nghĩ xem, đã thế này rồi mà Kim Chung Chung vẫn không hề nghi ngờ Cố Tùng Bắc. Tin đồn cũng bị cô ta dập tắt. Chẳng có gì lọt được vào tai của chủ tịch Kim. Cậu nghĩ xem, nếu cô ấy tiếp tục điều tra, lỡ ra ra chúng ta thì sao? Cậu ra ngoài trước đi, tôi đang làm bản dự án. Bản dự án vốn của Viên. Bản dự án vốn của Viên. Đây chẳng phải bản dự án của Lương Tinh Tinh sao? Liên quan gì đến cậu? Tôi nhất định phải giúp cô ấy thông qua bản dự án lần này. Nếu lần này vẫn không thông qua, cô ấy chỉ có thể quay về kế thừa gia sản thôi. Anh trai à, đã là lúc nào rồi mà cậu vẫn quan tâm đến Lương Tinh Tinh. Lương Tinh Tinh không qua được ải, người ta có thể về nhà kế thừa gia tài. Cậu mà không qua được ải này là cậu chẳng còn gì nữa đâu. Cậu ra ngoài đi. Nếu cậu không chịu làm, để tôi làm thay cậu. Sao anh ấy lại không ở đây? Phó giám đốc Kim. Phó giám đốc Kim, anh đến thật rồi. Bản dự án của tôi qua rồi. Thật sao?
nhưng bản tôi nộp không phải là bản anh làm cho tôi. Tôi nghĩ bản đó đủ tốt đến đâu cũng không phải là của tôi làm. Giống như lúc trước anh từng nói, không được đi đường tắt, dựa vào sự cố gắng của bản thân cũng tốt. Cho nên xin lỗi vì đã phụ tấm lòng của anh. Phó giám đốc Kim, Phó giám đốc Kim, sao hôm nay cô cũng lên đây? Lại định ăn cơm một mình à? Không có, tôi lên đây để tìm anh. Tôi muốn nói ngay với anh, bản dự án của tôi đã qua rồi. Đúng rồi, tôi cũng muốn đưa cái này cho anh. Cái này là món tôi tự làm. Hôm nay đồng nghiệp tìm tôi đi ăn cùng nên tôi không thể ăn với anh nữa. Ngày mai hoặc ngày kia chúng ta cùng ăn nhé. Lương Tinh Tinh, sao thế? Có lẽ tôi sẽ rời đi một thời gian. Rời đi? Tạm thời chúng ta không thể cùng nhau ăn cơm nữa rồi. Anh bị công ty điều đi à? Anh phải đi đâu? Phải đi bao lâu? Xa không? Tôi có thể đến thăm không? Cảm ơn cô. Cảm ơn bữa cơm cô làm. Không có gì. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng. Kim, cô tin vào việc yêu nhau cái lần gặp lại không? Tập 20. Chị mua tủ lạnh rồi à? Ừ. Sau này ngày nào cũng phải ở nhà ăn cơm, không có tủ lạnh thì rất bất tiện. Vậy chị... Lúc trước chị không nhắc đến chuyện này là vì chị muốn tin rằng đó chỉ là một sự cố. Chị sợ tiếp tục điều tra sẽ... Chị sợ phát hiện những điều mình không muốn tin vào. Hôm đó sau khi chị và em tạm biệt, chị thấy một con mèo chạy vào xe đông lạnh. Chị sợ nó gặp nguy hiểm nên chị đã đuổi theo nó và vào xe đông lạnh. Dung Dung. Sau đó Dung Dung, Dung Dung, có em ở đây, có em ở đây, ổn cả rồi. Không sao. Cô em ở đây. Cô em ở đây. Không sao. Ổn cả rồi. Sau đó Kim Tây Thần tìm được chị. Tiểu Bắc, chị có thể không điều tra chuyện này nữa, nhưng chị không thể ngăn cản việc em để mình an lòng. Những người cố ý nhắm vào em trong sự việc này, chị sao không bỏ qua cho họ?
Tôi biết trong tay của hai anh không thể chỉ có một bức ảnh. Tôi dùng một nửa cổ phần để đổi lấy video hoàn chỉnh. Cậu đưa một nửa cổ phần cho tôi à? Tôi nói cho cậu nghe, đã xảy ra chuyện gì? Hôm đó cậu rời khỏi nhà, cậu phá hoại kế hoạch thu mua, nên đến trường học tìm cậu, thế nhưng lại gặp cậu ở ngoài trường. Chúng tôi đi theo cậu, sau đó đề phòng chuyện gì xảy ra nên đã quay video này cho cậu. Cậu đi rồi, bọn tôi sợ gặp phiền phức nên cũng đi luôn. Video cũng chỉ quay đến đây. Là ai bảo các anh dùng hình ảnh cắt trong video để uy hiếp Tiểu Bắc? Sao lại là uy hiếp chứ? Dù gì thì chúng tôi cũng không thấy sau đó xảy ra chuyện gì. Cũng lắm đây chỉ là có thể liên quan đến cậu ta. Đúng vậy. Kim Tây Thần. Alo. Tôi đến ngay. Chuyện này tốt nhất là không liên quan đến các anh. Nếu không, Tiểu Bắc, hay là để chị tự lên gặp anh ta nhé. Chị sợ em đi cùng với chị. Em tin bản thân không làm chuyện gì sai. Mau chạy đi, Tây Thần. Chạy. Em đến rồi à? Anh muốn nói riêng với em về chuyện cũ của chúng ta. Em đi cùng chị nhé. Yên tâm đi. Anh ta sao không làm gì chị đâu. Thế em ở đây đợi chị. Phó giám đốc. Vậy bây giờ anh có thể cho tôi biết sự thật chưa? Em nghĩ sự thật là gì? Kim Tây Thần, tôi luôn mong rằng đó chỉ là một sự cố. Nhưng trong sự cố này, anh chưa từng nói với tôi làm thế nào mà anh tìm được tôi. Hay nói cách khác, có thật là anh đã cứu tôi không? Bao nhiêu năm trôi qua, anh luôn nghĩ làm sao để chuộc tội, làm sao thuyết phục bản thân. Lúc đó anh không nhốt em vào xe đông lạnh. Có lẽ ngay khoảnh khắc anh đóng cửa xe đông lạnh lại, anh cũng đã đánh mất lương tâm của mình. Là anh, là anh và Ngô Hữu Dụng cùng lên kế hoạch nhốt em vào xe đông lạnh, chỉ để tạo một cơ hội để anh có thể cứu em. Ban đầu mọi thứ đều rất thuận lợi, cho đến khi Cố Tùng Bắc đột nhiên xuất hiện ở 47 đường Đông, tòa nhà Nam Thiên, cô Kim nhận. Có ai không? Có ai không? Cứ tự giới.
tôi với. Cửa tôi với có ai không? Mau cứu tôi với. Làm ơn cậu hãy cứu tôi. Cô đợi xíu nhé. Có ai không? Có ai không? Cố gắng chịu đựng nhé. Thầy Kim, cô Kim bị nhốt ở trong xe đông lạnh rồi. Tôi không tìm thấy tài xế nhưng có thể cậy cánh cửa đó. Chúng ta mau đến cứu cô ấy đi. Đi. Thầy Kim à, mau lên. Thầy Kim, đi thôi. Chúng ta đi thôi. Tay thật, cậu. Những năm qua, mỗi lần anh phát bệnh, anh đều phải ở trong gốc thì mới ngủ được. Bây giờ thì ổn rồi. Được giải thoát rồi. Nên anh chỉ vì để tôi chấp nhận anh vào nhà họ Kim. Anh có biết trên thanh cổ đó có một cây đinh hay không? Anh có biết hậu quả sẽ ra sao nếu bị phát hiện muộn hơn một chút hay không? Anh có biết suýt nữa anh thành một tội phạm giết người không? Đơn từ chức. Để anh thu dọn đồ đạc xong, anh sẽ đi đầu thú. Thật ra cho dù anh không cứu tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận cho anh vào nhà họ Kim. Nhưng lúc đó anh không chấp nhận được. Anh nhất định phải cho mình một lý do chính đáng. Có thể làm phiền em một việc không? Giao nó cho Lương Tinh Tinh. Nhờ cô ấy thay anh chăm sóc nó thật tốt. Chị vẫn ổn chứ? Cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến tìm chị từ rất sớm. Hóa ra âm thanh kêu gọi chị mà chị nghe thấy lúc đó chính là em.
Cậu cứ cho tôi xem ảnh riêng của hai đứa nó làm gì. Tôi muốn biết rốt cuộc đến bao giờ hai đứa nó mới có thể sinh cho tôi một đứa cháu. Chủ tịch Kim, ông đừng vội. Xem này, dự đoán ngoại hình của em bé tương lai. Cháu ngoại tương lai của ông sẽ trông như thế này. Giám đốc Tiểu Kim và bạn cố mặn nồng lắm. Sớm muộn gì ông cũng lên chức ông ngoại thôi. Có thể chuẩn bị hợp đồng đứa con thứ hai cho tụi nó rồi. Sao thế? Nghĩ đến là thấy uất ức. Dựa vào đâu những ký ức đẹp đẽ đó chỉ có một mình em nhớ chứ. Vậy anh gọi chị đi. Gọi bằng chị rồi nói cho anh biết. Kể cho anh nghe lần nữa. Chị ư? Cô Kim. Chị gái Kim. Cô Kim gì chứ? Bạn cố à? Mà làm bài thiết kế tốt nghiệp đi. Bạn cố. Bạn cố. Sao chứ? Dạo này lão Kim giao cho anh một việc rất là quan trọng. Anh nghĩ phải thỏa mãn ông ấy. Chuyện gì thế? Đợi đã, chị chưa ăn hết quýt. Vậy hôm nay chị không ăn hết đâu. Đừng nhờn với chị. Có bonus, đừng rời đi nhé. Đợi em 5 năm, em nhất định sẽ cưới chị. Nghe nói mỗi người chỉ yêu một lần trong đời và những lần sau đó đều là đi tìm hình bóng của người ấy.